Giờ mình làm mẹ đi, ngày xưa mình hư hỏng, mình không phải đi, sau này mình có con gái mình nêu lên sự thật của nội tâm của mình. Mẹ ngày xưa hư hỏng lắm con, mẹ nghĩ rằng mẹ đẹp thì mẹ được nhiều người đàn ông thương yêu, nên mẹ cũng chảnh chẽ ba lá hẹ lắm, tay bắt thằng này tay bắt thằng kia, thằng nào cũng muốn bắt, nghĩ rằng là nó lo lắng cho mình, nó cung phụng mình, vậy là mình cũng ngã mạn kiêu ngạo. Nhưng cuối cùng mẹ thấy rằng cái thiệt thòi vẫn là mình à con à, nên con là con gái. Bây giờ mẹ nói thật lòng là mẹ cũng phá thai nhiều lần, bây giờ thân thể bệnh hoạn lắm, cũng vì nghĩ rằng mình quen nhiều bạn trai, nhiều người con trai đeo đuổi mình là mình cũng hãnh diện. Nhưng mẹ thấy cái đó nó không phải là hay ho gì đâu con à, con đường này mẹ đã đi qua rồi con à, nên mẹ nói cho con nghe, con cứ sống nghiêm túc đàng hoàng, sau này đủ duyên gặp một con người nào đàng hoàng mình đến với người ta, con phải suy nghĩ cho kỹ, đừng học theo con đường của mẹ, mẹ sai rồi con à. Có nghĩa là mình phải nói thật như vậy, vì cái chuyện phá thai là khổ sao sao, bản thân mình hư hỏng sao sao, dám nói cho con nghe để dạy con, vậy đó mà có thể dạy được con. Nhưng mà mình giấu có khi con mình lại hư quý vị à, giấu thì cái nghiệp nó nó hội tụ ngay con mình nó phải dính cái nghiệp này để nó khổ đau. Nên con người mình á, mình phải biết cái cách dạy. Thí dụ như quý vị mặt trái đi, chồng mà mỗi lần mà gây tới một cái là mình cự lại, mình phùng mang trợn mắt lên đúng không, bắt đầu chồng đánh mình te tua. Sau này mình dạy con gái mình cũng có kinh nghiệm nữa, con à mẹ nè bị đánh hồi đó tới giờ ba con đánh có mẹ cũng mười mấy lần, chỉ đúng một cái bệnh này mẹ mong con đừng có học cái bệnh này của mẹ. Mỗi lần mà ba con mà ổng la mẹ, ổng mắng mẹ là mẹ cự lại, mẹ trợn mắt, mẹ chử lại, mẹ hổn lắm. Rồi đánh con cái một thì mẹ đeo theo, mẹ nói đánh đi, ngon đánh thêm nữa đi, mày đánh tao chết đi. Thì ổng tức lên, ổng đá mẹ hứ hứ. Nên mẹ bây giờ mẹ tỉnh ngộ, mẹ thấy rằng cái mặt này là mẹ sai. Nên con mai mốt có chồng, chồng đàn ông đã tức giận, người ta la gầy mình, con cứ né né tránh chỗ khác đi, đừng có cự cãi gì lại, thì người ta dịu xuống là người ta thấy thương mình, người ta không có đánh mình không có bị đau, nghe không con. Chính mẹ nè bị đánh mười mấy lần đều là do cãi lại mà bị đánh, hổn mà bị đánh, cuối cùng nó đánh xong thì mình cũng phải làm vợ nó. Thôi con à, con nhịn đi, vậy mà được người ta thương, người ta trọng. Mẹ đây là lấy kinh nghiệm này mẹ chia sẻ cho con nghe đấy không. Nó nếu như ai ở đây mà từng bị chồng đánh thì lấy kinh nghiệm này dạy con gái đi, chứ đừng có giấu nghe, đừng có sợ mắc mặt đồ này kia rồi mẹ chào ba con thương mẹ lắm mẹ. Thôi chúng ta nói thật lòng đi quý vị, nên chân thật nói thật đi, đó là cách dạy mặt trái rất hay á nghe quý vị. Còn ví dụ như điểm nào mà điểm mạnh của mình mặt phải thì mình cũng nêu lên, mẹ có mặt phải diện vậy đó, đàn ông có tính diện vậy, mình kinh nghiệm quá rồi, mình dạy con gái mình để làm vợ cho đàng hoàng, hiểu không? Rồi mình làm dâu thì sao? Thí dụ như mình làm dâu không được đặc biệt gì hết, bây giờ mình dạy con gái mình. Mẹ hồi xưa mẹ nghĩ rằng có chồng không có chịu làm dâu, bây giờ mẹ thấy cái nhân quả con ơi, con thấy không, đâu có đứa con dâu nào chịu ở với mẹ đâu, nó đâu có chịu lo cho mẹ đâu, vì chính mẹ đâu có làm dâu đâu. Dạy mặt trái liền. Còn nếu người làm dâu được thì lấy kinh nghiệm làm dâu dạy con gái. Tất cả những điều này đều là giáo dục con người nhất định phải cần học với bị à. Con người nhất định phải cần học cái nền giáo dục này, giáo dục quan trọng lắm á. Mà giáo dục nó có mặt trái mặt phải, như những đức chia sẻ Phật pháp, những đức thường nói mình sai nhưng ngộ thai người ta lại thích nghe. Nhiều người đàn ông đến đây gặp những đức nói nè, đúng rồi con đâu có chịu nghe Phật pháp đâu thầy, vậy mà chính thầy nói chuyện Phật pháp mà thầy nói thầy nhậu hư hỏng đồ này kia đó, vậy mà con chịu nghe, con phái con nói ông thầy này nghe được á, được á, cùng phe với mình á. Thấy chưa? Nên từ nơi đó quý vị nhớ, thí dụ như mình đến đây mình học Phật đi, mình học Phật, mình đi đến chùa này, mình thích chùa này, mình đi đến đây mình niệm Phật, mình về nhà mình áp dụng Phật pháp trong gia đình mình cho nó tốt. Chứ mình đừng có đi về nhà mình mà mình khen ở đây nhiều quá, hiểu không? Đừng có khen ở đây nhiều, đừng có nói ông thầy đó vậy, đừng có nói ông thầy tốt, đừng có nói đụng chạm tới, thì chồng quý vị sẽ dễ dàng cho bị đi. Còn nếu như quý vị về mà ông chưa đi học Phật, ông chưa có biết ở đây nghe, mà quý vị mà về mà quý vị thường nói á, thầy gì, ông nói là tôi sao là có chuyện với ông thầy rồi đó, là ông bực bội ông thầy rồi đó, tuy chưa gặp mặt nhưng mà ông ghét thầy rồi đó.
Nó ghét ông thầy này đó nghe. Nó tại ông mà thấy vợ tôi kết ông hơn kết tôi. Thấy không? Phải nhớ cái này là kinh nghiệm nghe chàng. Đừng có nói ông thầy, mình học là mình đem cái hay thôi. Mình đem cái hay gì mình áp dụng thôi, thì tự nhiên chồng mình sẽ có cảm giác với chính mình nè. Còn nếu như mình về mà mình thường khen ông thầy là ông chồng mình ông ghét ông thầy. Ông ghét ông thầy, có khi ông nói mặt thầy thì ghét. Nói thù lao cũng đi nghe nè. Thấy không? Ghét cái tâm nó ganh tị quý vị. Đừng có nói đụng chạm tới ông thầy nữa chứ á. Thì tức khắc á, quý vị học Phật mà quý vị dễ bị lo cho chồng con đàng hoàng, lo gia đình đàng hoàng, tự nhiên ổng sẽ từ từ vì dẫn dắt ông đi đến chùa được liền à. Nhưng mà đừng nói tới ông thầy đó. Nên ban đầu ổng đã canh ông thầy này rồi là khó độ dữ lắm. Ban đầu ổng đã canh ông thầy này rồi khó lấy lại tinh thần lắm. Nên tất cả những người đi đến chùa học Phật là kinh nghiệm nha quý vị. Ôi ơi, con người mà cái tình cảm khó chia sẻ lắm quý vị ơi. Chúng ta không có trách ai đâu. Nhất là tình cảm vợ chồng khó chia sẻ cho ai lắm. Hiểu không? Dù là già đi chăng nữa cũng khó chia sẻ cho ai lắm. À, nên ví dụ như giờ mình làm vợ người ta đi. Cái kiểu như ngồi nói chuyện vui vui ấy, có nhiều cô cũng là dại lắm. Vui vui kiểu vợ chồng ngồi nói chuyện giỡn, mà nhiều cặp vợ chồng giỡn chút quýnh lộn nghe. Tào lao lắm, giỡn chút quýnh lộn. Giỡn chút cái chồng hỏi á, bà hồi xưa bà lấy, trước khi bà lấy tôi bà có bạn trai được không? Cũng tào lao. Cái miệng tào lao bắt đầu là sao không có, ông nhìn tôi sao? Trời ơi, hồi xưa nhiều người đẹp trai hơn ông, thích tôi nhiều lắm. Rồi có ai hung bà không? Sao không có? Tào lao thấy chưa? Tưởng đâu là mình nói như vậy là chồng của mình nghĩ rằng mình cũng được nhiều người thương. Nhưng mà người đàn ông nó nghe vậy rồi nó tức. Bắt đầu lọ mọ tới những việc khác sâu hơn. Bắt đầu có khi mình vui miệng mình cũng nói đại nữa. Đó là tào lao rồi đó. Thấy không? Tào lao rồi đó. Nên mình cái khéo nhất của mình khi mà ngồi nói chuyện với nhau, mà nói gì cái chuyện mà đời tư lúc còn trẻ mà yêu thương những người khác nha. Mình nói thôi những cái chuyện đó qua rồi. Tôi bây giờ tôi chỉ biết ông thôi, tôi không biết ai nữa hết trơn á. Câu nói này rất hay, rất là dễ kết luận được, hiểu không? Đừng có đùa đùa trời. Đùa đùa chút là có chuyện á. Nó đùa đùa chút là có chuyện chứ không giỡn, nó tức lên, bực bội. Quýnh mình á. Ừ. Đó nên mấy cô nghe cái này là những đức á, nó cũng có kinh nghiệm quý vị. Kinh nghiệm là ngày xưa những đức á, khi mà thí dụ như mình mà thí dụ như nó tâm người đàn ông nó cũng ích kỷ sao không ích kỷ. Ví dụ như mình có bạn gái mình hỏi đi. Ủa, em quen với anh ngày xưa em có quen ai không? Sao không có? Xong á. Ủa nó có hung em không? Có. Nó có ôm em không? Có. Vì khỏi cưới em luôn. Thấy không? Quý vị thấy chưa? Nó đó là cái kinh nghiệm bây giờ những đức học Phật những đức nhìn ra điểm đó. Thì ra con người mình nó ưa nói mà những cái câu nói vô tình mà gây ra sự việc xảy ra lu bu quý vị. Tốt nhất đừng nên nói. Hỏi đến mình nói thôi. Những việc đã qua rồi thôi cho qua đi, đừng có nói tới mấy chuyện ngày xưa nữa. Bây giờ em chỉ có anh thôi. Thôi xong. À, xong kết luận. Cả người đàn ông cũng vậy luôn, đừng bao giờ nói về cái chuyện mình ngày xưa sao sao. Tốt nhất là đừng nên nói. Đừng nên nói. Nói thôi, anh chỉ có em thôi. Đủ. Gói gọn, thấy không? Đó, cái nghĩa là rất khéo léo. Nhớ nha quý vị. Từ nơi đó cả đi vô chùa tu cũng vậy nữa. Thí dụ như quý thầy thì người ta tu trong chùa, quý vị lâu lâu bị đến gặp người ta bị nói chuyện thì thầy phải nói hay chứ làm sao. Tại vì người ta trong chùa người ta tu, mà quý vị là Phật tử mà. Khi quý vị đến hỏi chuyện thầy thì thầy phải nói chuyện hay chứ làm sao. Thầy phải nói những lời nói rất là hay. Thì học được kinh giáo nữa thì nói những lời rất là hoa mỹ. Nói hay mà. Nói chuyện hay mà phái nữ thì thích. Thích nghe lời hay chứ sao. Ai mà không thích. Thì nghe quý thầy nói hay thì tự nhiên nhìn lại ông chồng mình. Đi đến chùa nói chuyện với thầy mê ghê luôn. Về gặp ông cái mặt ông tôi ghét. Mình nghĩ ngày xưa khi mình mới lấy nhau cái tình trạng yêu thương đó là sao? Cái tâm trạng yêu thương là sao? Vậy mà ngày qua ngày mình sống với ta mấy mặt con rồi, bây giờ mình cảm thấy rằng là những lời nói nó không còn thương yêu như ngày xưa nữa. Cái đó là không hay đâu quý vị à. Dù là đi về chùa ông thầy ông nói hay cỡ nào hay, nhưng ổng đâu phải là người đi hết cuộc đời với mình đâu. Hiểu không? Mà gia đình của mình, chồng con của mình, vợ của mình mới là người đi hết cuộc đời với mình. Dù là có gặp khổ đau gì, có hoạn nạn gì cũng là giúp đỡ nhau. Nên vợ chồng đến với nhau phải hết lòng.
Còn khi mình gặp ai mình nói chuyện với một vị thầy đi chăng nữa, lâu lâu gặp một lần thì phải nói ngon lành chứ không lẽ la quý vị. Lâu lâu gặp một lần ai mà đi la làm gì cho nó mệt, đúng không? Nên từ nơi đó đừng có dễ bị người ta lấy lòng, hiểu không? Nhìn lại chồng mình chán, bậy bạ quá. Người ta sống với mình, người ta hết lòng, người ta sống với mình cả đời như vậy, người ta thật lòng với mình, thì cái gì cần nói thẳng, nói thẳng. Còn đi đến chùa bây giờ ngồi nói chuyện mấy câu vui vẻ, hoặc là đi chỗ này chỗ kia đi phóng sanh đồ, mình đi theo ông thầy thấy thầy vui vô cùng luôn, trời ơi thầy gì đâu mà vui vẻ quá, thầy vui quá, sao không vui? Đi có tốn cắt nào đâu mà không vui. Còn được quý vị lo lắng cho đầy đủ nữa, trời ơi lo lắng quá trời. Giờ vui chứ sao, chỉ có cái vui để chia cho quý vị thôi, chứ làm gì mà nặng nề. Còn chồng ở nhà nó cài để nuôi mấy đứa con, nuôi cả gia đình, thì quý vị về thì nhiều khi nó còn bực bội, thì mình phải thông cảm. Tại vì người ta cực khổ quá, người ta nặng nề vì công việc quá, nên người ta phải nói chuyện hơi thô. Mình không thông cảm mà mình đi đến chùa, mình gặp quý thầy nói chuyện ngon ngọt thì mình lại thích, mình quên chồng mình. Cái đó là cái góc độ của hàng Phật tử học mà sai. Học không có áp dụng trong gia đình, học sai đó. Nên những đức nói rằng á, đi đến chùa không bao giờ có cái chuyện mình là người đàn bà có chồng rồi mà đi lo cho quý thầy cái quần, cái áo, xà bông, không có lo mấy chuyện đó. Con có chồng rồi con có lo được mấy chuyện như vậy cho người khác. Mà mình là người đàn bà, mình chỉ lo cho chồng mình thôi, mình không có lo cho quý thầy mấy chuyện đó được đâu. Thí dụ như phải có một cái khéo léo làm sao chứ không có làm cái chuyện đó. Chứ không có cái chuyện mà ví dụ như thầy cần cái gì con lo cho, rồi thuốc men này kia, thầm bậy. Cái chuyện nó để cho quý thầy xử lý đi, cho có tiền tự người ta giải quyết, biết không? Mình lo cho gia đình mình đàng hoàng, mình đi đến chùa để nghe đạo thôi, không có lo mấy cái chuyện nhỏ nhỏ đó, nghe không? Nó nên những đức mà kỵ nhất á, cái chuyện á, mà người Phật tử đi về chùa mà cái kiểu mà mua đồ mà cá nhân là những đức không thích. Không có thích mà cũng không nhận luôn nữa, mà nhận cũng không xài luôn nữa. Kỳ như vậy đó, không có gây gắn cường ở chỗ đó, chỉ là đem Phật pháp giới thiệu thôi, không có dính dáng. Nên những đức đi tu mười mấy năm không dính dáng bất cứ một Phật tử nào chứ. Đây là kinh nghiệm quý vị, kinh nghiệm á, chứ không có giỡn đâu trời. Đó, nên những đức nói với quý vị nghe, rất là nhiều người xuất gia đều là dính dáng vô hàng Phật tử hết trơn á. Phật tử nữ không à, nó nam mấy ông này lại ít nha. Nó, nam ít, nhưng mà chơi với nam là ngon lắm. Tăng mà chơi với nam mới ngon. Những đức thích chơi với mấy ông đàn ông à. À, nên á, những đức á, là được nhiều mấy ông đàn ông thích lắm. Tại vì sao? Chỉ vợ người ta về thương người ta không à. Nên mấy ông chồng thích những đức phần nhiều. Còn nếu như mà những đức kêu buông xả đi, buông xả đi, là những đức bị quýnh te tu. Nó buông xả phải khéo léo chỉ người ta, phải không? Sống trong cái khổ đau đó vui trả. Nên những đức thường nói cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Câu này hay lắm á nha, giúp nhiều người tỉnh ngộ lắm á. Thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Có cái bà kia, bà bị chồng bà đánh, bà khóc, bà than thở vô cùng luôn. Cuối cùng bà nghe những đức nói chuyện trong chiếc máy á, những đức nói tới cái câu thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Bà nói hả, thiếu nợ thì trả đi, than van làm gì. Thấy chưa? À, câu đó đặc biệt lắm đó quý vị. Nên cái bài học tập chúng ta này, không an vui cùng hiện tại, làm được không? Giờ vui không? Phải bây giờ đang cười đúng không? Thì thấy chưa, an vui cùng hiện tại. Hiện tại đang vui nè, cứ vui đi, sống an lạc, hạnh phúc mãi bên ta. Quý vị mà vui lên thì thấy dễ thương liền, không nói chứ nha. Khổ nhất là cái mặt nhăn nhăn tối ngày. Nên một con người học Phật đó, mà mình vừa nhìn là mình biết. Học sao? Học mà thấy nó nặng nề vô cùng. Học Phật phải càng học, học ra một con người nhẹ nhàng, dễ chịu, dễ vô cùng luôn. Con người mình mà dễ chịu là khỏe quý vị. Anh Nhận Đức á, hồi đó ngoài đời Nhận Đức quen một anh bạn này á, trời ơi anh bạn này anh nghi, đừng có nói, chắc nghi cũng gần gần Tào Tháo, nghi vô cùng luôn. Mà quý vị mà biết cái người nào mà càng nghi càng khổ, nghi nhiều khổ nhiều. À, Tào Tháo á, thông minh ghê lắm, nghĩa là sợ người ta ám sát ảnh, anh suy nghĩ ra cách
anh là bộ anh ngủ, cái quân hầu đang đứng, cái anh đứng lên chém quân hầu, cái anh nằm xuống nhắm mắt ngủ nữa, xong cái anh tung tin lên Tào Tháo ta có cái bệnh kỳ cục lắm, giết người trong mơ, khi ngủ cũng có thể giết người, ai mà lợn cợn gần gũi khi ta ngủ là ta giết người đó. Tào Tháo ghê gớm không, làm cho ai cũng sợ khi thấy Tào Tháo ngủ chứ không dám đến gần, vì đến gần là Tào Tháo giết liền. Nghi vô cùng, cái tâm nó nghi, nên quý vị biết cái cõi đời này có người nào mà nghi nhiều nghe khổ nhiều. Nên hồi xưa những đức quen cái anh bạn này, anh nghi ghê lắm quý vị ơi. Mà những đức là con người cũng kiên nhẫn lắm, chơi với ai là bình thường, những đức không cần quan trọng biết nhà cửa hay biết gì họ gì nhiều đâu, chỉ cần chơi nhau vui nhiệt tình nhau là được rồi. Nên những đức chơi với anh bạn này, anh nghi, những đức nói ông này công nhận ông nghi ghê thiệt chặt, cái gì cũng nghi chứ. Mà ổng chơi được với mình là do gì? Cái tính của mình đơn giản, ngoài đời những đứa cũng đơn giản lắm, tính tình rất đơn giản, nên từ nơi đó mà những đứa khỏe. Bây giờ đi tu những đứa càng đơn giản, những đứa nói một câu rằng càng học Phật phải học ra một con người đơn giản, dễ chịu, hiểu không? Quý vị học Phật thì sao không biết, nhưng quý vị học ra một con người đơn giản dễ chịu, không buồn giận ai để trong tâm là quý vị đạt. Không buồn giận ai để trong tâm thì quý vị vui chứ sao. Có ai nói buồn giận người khác để trong tâm mà vui không? Chỉ cần chúng ta buồn giận người để trong tâm là chúng ta ăn không ngon ngủ không yên à. Nói bây giờ người ngồi trong đây còn ai mà đang ngồi đây mà đang buồn giận ai để trong tâm không? Đưa tay anh coi thử coi. Giỏi ghê, không ai có chứ nghe. Đó, giỏi ghê luôn, thấy chưa? Trời ơi, không buồn ai để trong tâm bao nhiêu người này luôn. Trời ơi, công nhận thiệt. Bởi vì ở đây cái từ trường nó tốt quá luôn. À, thầy đúng rồi, à, hiện tại con đang ngồi đây con không giận ai với thầy. Ngày mai đi về nhà tính. Không, nói đây là nói là sống ngoài đời cũng vậy, đừng nên buồn giận ai để trong tâm chứ, mệt lắm, hiểu không? Đó, nên có những công đoạn này rất là hay nè quý vị. Ngày nay những giá trị sai lầm của con người đã đưa lòng tham, sự sân hận, ngu si, ngạo mạn và hoài nghi từ trong nơi sâu thẳm của tâm đi đến cực điểm. Khi thiên tai bất ngờ xảy ra, con người luôn đặt ra câu hỏi tại sao lại xảy ra những thiên tai như vậy mà không hề có chút dự báo nào. Thực ra sóng thần, bão lớn, động đất, lũ lụt, khô cằn, lở đất và cả dịch bệnh và nạn đói đều là những dự báo, nó cho chúng ta thấy rõ cảnh tượng và môi trường đang có những thay đổi theo chiều hướng xấu ngày càng cao. Có thể thấy tâm con người đã dần trở nên độc ác và nguy hiểm như thế nào. Bởi vì con người có nội tâm như thế nào thì sẽ có hoàn cảnh và môi trường như thế ấy. Hay không? Thì quý vị biết rồi, bây giờ mà xảy ra nhiều kiếp nạn là quý vị sẽ đánh giá được tâm con người bây giờ làm sao, đúng không? Câu rất hay nghe. Quý vị khỏi cần suy nghĩ vòng vo chứ, đó là cảnh báo tâm con người đang hư quá nhiều quá. Bây giờ nếu muốn hoàn cảnh này tốt đẹp lại thì làm sao? Tâm con người nên thiện lại. Thiện lại. Nhà Đức đọc á, cái câu chuyện mà của nhà khoa học ông Giang Bổn Thắng người Nhật Bản. Ông kể một câu chuyện mà 1999 có một chiến tàu bay lên trên cung trăng. Khi bay lên trên đó rồi thì cái bình dưỡng khí của nó bị phá vỡ. Thì cái chiến tàu này nghĩ rằng mình sẽ mất mạng sạch hết, không thể nào mà trở về đất liền được, tồn tại được. Thì bắt đầu là trên chiến tàu đó nó có những cái vệ tinh mà làm sao mà nó bay đi đến đâu là người ta đều biết được là nó đi đến vị trí nào hết. Thì bắt đầu là báo lên cho khắp nơi nơi mọi người, tất cả các nước trên thế giới là bây giờ chiến tàu đó như vậy, có một lượng người trên đó như vậy, đang gặp kiếp nạn như vậy. Thì ông Giang Bổn Thắng, ông là người rất nổi tiếng, nhà văn học nổi tiếng vô cùng, Giang Bổn Thắng nổi tiếng. Thì bắt đầu là ông báo cho rất nhiều người dùng tâm niệm để cầu nguyện. Phật giáo, tôn giáo nào, Thiên Chúa giáo, bất cứ một tôn giáo nào đều phát một cái thiện tâm để cầu nguyện cho đoàn tàu này. Có nghĩa là cùng phát lên một cái thiện tâm để cầu nguyện.
Vậy mà chiến tàu đó chở về đất liền bình yên vô sự. Thì quý vị biết rằng cái thiện tâm nó có thể hóa giải kiếp nạn. Cái này mới là tận gốc của cái việc mà hóa giải kiếp nạn này. Thí dụ như bây giờ chúng ta là người học Phật nha quý vị. Bây giờ xã hội đang nhiều kiếp nạn, dịch bệnh đồ làm cho con người đang bất an. Quý vị dùng cái gì để quý vị có thể giúp cho nhân sinh hóa giải kiếp nạn? Đó là tâm thiện. Nhớ nghe. Tâm thiện để hóa giải kiếp nạn. Nên nhìn lại cái tâm của mình, từ cái buồn, giận, hận, thù, trách móc của mình, nên điều chỉnh lại đi quý vị. Điều chỉnh lại. Điều chỉnh lại đi. Quý vị chỉ cần điều chỉnh lại thì tức khắc kiếp nạn sẽ hóa giải. Lớn nhỏ gì cũng nên tập điều chỉnh lại. Tập điều chỉnh lại. Giống như những đứa đọc á, một cái câu chuyện mà có một trận bão thiệt là lớn, nó càng quét từng căn nhà, căn nhà, căn nhà. Vậy mà gia đình đó có một người con hiếu thảo và gia đình đó có đạo đức. Vậy mà cơn bão nó đến gia đình đó, nó quẹo qua đường khác nó đi, tránh gia đình đó, vậy coi. Trong cộng nghiệp mà có biện nghiệp, thấy chưa? Nên xã hội nhiều kiếp nạn, nếu quý vị là người nghe đạo, biết tu hành, ăn chay niệm Phật, cái tâm địa thiện lành này trong cái cộng nghiệp có biện nghiệp. Có biện nghiệp. Nên phải phát cái tâm thiện lành. Nhớ nghe, mỗi ngày phải thường phát một cái tâm thiện lành, phát cái tâm thiện lành lên thì nó hóa giải được kiếp nạn nhân sinh. Nên đọc đến cái đoạn này rất hay, không? Nhìn thấy lũ lụt bão tố, kiếp nạn động đất dịch bệnh là biết được đang cảnh báo tâm người, đang cảnh báo cái tâm con người quá ác, không? Cổ nhân có câu: chờ đất và chúng ta cùng gốc, vạn vật và ta một thể. Cho nên con người và vạn vật vũ trụ tương dung, tương thông, liên quan quan chặt chẽ với nhau, liên quan chặt chẽ với nhau. Vinh thì cùng vinh, tổn thì cùng tổn. Cổ nhân đã phát hiện ra chân lý của con người và vũ trụ và cảnh báo với thế hệ con cháu của vạn đời sau rằng: lòng tham là độc, oán hận là độc, ngu si là độc, ngạo mạn là độc, nghi hoặc là độc. Năm loại tâm thái có độc này chính là nguồn gốc của tất cả thiên tai xảy ra. Đó. Hay không? Đây là cái mà mình đi đến đây mình học tập đó nghe quý vị. Nhìn nhận lại cái tâm độc này đi. Mà cái tâm độc này nó làm cho mình bệnh hoạn nữa nè. Rồi cái tâm độc này nếu quý vị mà để trong tâm quý vị càng lâu thì nó làm cho quý vị bệnh nè, mau già nè, tóc bạc nhiều nè. Có nghĩa là rất là nhiều sự tổn hại của bản thân quý vị lớn lắm. Mà bản thân quý vị tổn hại, nó còn tổn hại cho nhiều con người khác nữa. Thí dụ như bây giờ con người mình là một con người bực bội đi quý vị coi. Chỉ có cái bực bội của quý vị thôi mà nó làm cho rất nhiều người bị bực bội lây. Ví dụ như mình là người tức tối bực bội đi, tự nhiên ai vừa gặp mình một cái là người ta cảm thấy người ta nặng nề liền vậy đó. À, còn mình là người khoan dung tha thứ đi, người ta vừa gặp mình một cái là người ta thấy nhẹ nhàng liền à. Người ta buồn nhưng mà ta gặp mình là ta thấy nhẹ. Mình là con người khoan dung, con người lắng nghe, con người chịu nghe tâm sự, một con người mà giải tỏa được tâm tư cho người ta. Mà từ cái sự an lạc của mình, người ta vừa gặp mình là người ta thấy nhẹ nhàng liền à. Đó quý vị coi, chính bản thân mình sống an lạc, sống vui vẻ, không có cái chuyện mà buồn chết hoặc là tính toán so đo với người ta, thì tức khắc nhiều người khi gặp mình là mình tu phước tu duyên được với người ta lớn lắm quý vị. Còn mình là người học đạo mà nặng nề khó chịu, tính từ ly từ tí, rồi mình có nghĩa là gì không được, gì không được, gì không được. Trời ơi khó quá. Tu học mà trở thành con người khó như vậy không được rồi, hiểu không? Đó, nên những cái bài học tập này nó hay không? Nó nghe này rõ ràng không? Lòng tham là độc. Nó. Chúng ta học Phật rồi, vì coi cái lòng tham chúng ta còn quá nhiều không? Lòng tham là độc. Mà cái độc này là nhân, và nó chỗ quả chúng ta phải sanh vào loài ngạ quỷ luôn á. Ghê chưa? Thành quả vậy đó. Tham á. Quán hận là sân hận. Quán hận là độc. Sân hận là độc. Mà quán hận, sân hận này là chiêu cảm cái gì? Địa ngục. Ngu si là độc.
Độc của ngu si là không biết chánh tà, gieo cái nhân này lâu ngày chỗ ra cái quả là súc sanh. Nó đi coi. Ngạo mạn là độc, nghi hoặc là độc. Ngạo mạn không biết hạ mình, luôn luôn cho rằng mình hơn thiên hạ, hơn mọi người. Học nhiều, hiểu nhiều, không cần nghe ai. Những đứa đọc đến công đoạn của nhà bác học á, nhà bác học mà nửa đêm cầm sách đọc, đứa con bước ra hỏi cha, cha là nhà bác học rồi mà cha còn cần gì phải học nhiều dữ như vậy? Thì nhà bác học nói một câu: vì cha siêng học mới trở thành nhà bác học. Cha học hoài, học mãi, phải học. Cái gì hay là phải học, chứ không được ngừng lại. Phải hạ mình mà học tập. Như vậy mới có cái danh xưng là nhà bác học. Đấy. Có nhiều người mình học được một số điều, mình tưởng là mình hơn người ta, mình nghĩ rằng là mình không ai bằng mình, là thất bại, vậy phải không? Nên từ nơi đó mình phải học đạo, làm sao học được cái tâm biết hạ mình được, hạ mình đúng nơi đúng chỗ được, hay hạ mình được, tiêu đi cái tâm kiêu ngạo ngã mạn của mình. Những đức thấy rằng một cái tâm kiêu ngạo ngã mạn nó làm cho mình bệnh đau khổ sở lắm mấy vị, nặng nề lắm chứ không giỡn đâu. Nên gọi là ngạo mạn là độc, phải không? Nghi hoặc là độc, nó nghi ngờ đủ chuyện hết chứ. Khi vợ chồng sống với nhau mà nghi ngờ, mà vì thương quá nó sanh nghi ngờ, trong cái tình thương nó có cái ái nhiễm ngu si nên nghi ngờ. Chứ nếu tình thương này mà trí tuệ làm sao nghi ngờ quý vị? Thương nhưng mà do ngu si nên nghi ngờ. Tự nhiên vợ mình đi đâu lâu một chút về mình hỏi đi đâu à, đi đâu giờ này mới về. Nên có vợ đẹp mà không có nghe đạo cũng khổ. Có chồng đẹp trai mà không nghe đạo cũng khổ. Tại vì không nghe đạo rồi bắt đầu là chồng đi đâu mà đi về trễ cái hỏi đi đâu à. Cái là thay đồ nó dắt cái đó, cái gìn lại ngửi đồ có cái mùi gì lạ lạ không? Phải không? Hoặc là vợ của mình cũng tỉ mỉ từng chút. Rồi nghi ngờ đến mức mà bắt đầu điện thoại của vợ của chồng cái đến bấm coi cái tin nhắn. Nên mấy bà mà nhắn tin cho ai, mấy bà khéo mấy bà xóa đi. Mình làm việc bên ngoài có khi cũng nhắn tin á, cẩn thận hay trời. Tin nhắn phải cẩn thận á. Sống với cái cuộc đời này có khi mình nhắn một cái tin nhắn đùa đùa chơi, mà người ta biết đâu người ta lấy cái tin nhắn đó người ta bắn qua cho chồng mình sao? Đúng không? Nên mình nhắn tin mình phải cẩn thận, đừng có nhắn đùa, nhắn đại á chàng. Nhắn xong rồi nếu nhìn coi những cái tin nhắn nào không ổn, pha xóa bỏ liền, đừng có để trong máy. Có khi vợ chồng mà sống với nhau không tin tưởng nhau, về coi tin nhắn, coi tin nhắn nó mới học hà, nói này nói kia bực bội với mình, nhắn tin này nọ tức tối để ý. Nên phải cẩn thận nghe mấy bà. Sống cuộc đời này không đơn giản đâu, trời ơi. Muốn giữ được hạnh phúc gia đình nó phải dùng trí tuệ để mà gọi là tin tưởng lẫn nhau. Nên những đức nói cái người đàn ông mà dẫn vợ đi đến đây tu là khôn. Người đàn bà mà dẫn chồng đi đến đây tu là quá khôn. Vợ chồng mà đi đến đây tu rồi là chắc chắn đố mà bước thêm bước nữa. Ai mà dạy gì, bước chi? Trời ơi, có một thằng đã khổ chết rồi bước thêm thằng làm gì? Có một con khổ chết rồi bước thêm con nữa làm chi? Một vợ nằm giường lèo, hai vợ nằm chèo queo. Tôi muốn nằm giường lèo chứ tôi không muốn nằm chèo queo đâu. Thấy không? Còn ba vợ xuống chuồng heo mà nằm. Thí dụ như mấy ông đàn ông ngồi đây đi. Thí dụ như mình lúc thanh niên mình có một người bạn gái đi, thì mình làm mình lo nhẹ nghe. Nhưng mà mấy ông mà có hai ba người bạn gái đi là mấy ông cực lắm á. Trời ơi, mình làm mình tiền bao nhiêu mình đổ vô đó trơn rồi quý vị ơi. Cuối cùng có dư cắt nào chứ á. Khổ lắm. Mà đi chơi còn tính toán thời gian nữa chứ. Thí dụ như cái lễ đi, tính giờ này là phải đi về liền. Chơi mà cứ canh giờ đang chạy về gặp nhỏ kia. Khổ lắm quý vị ơi. Còn nếu mình mà một đứa một thì mình nhiệt tình vui vẻ. Mà mình sống có trách nhiệm đặc biệt nên một vợ một chồng vẫn là đặc sắc hơn nhiều. Nhớ đó. Đừng có mầm móng nghe không? Nhiều người bây giờ vì cái cuộc sống phát triển này nè, nó lạ lắm, cái tâm con người nó thay đổi thất thường. Có khi sống với chồng dễ chán nản, bây giờ nó ưa có cái tình trạng của xã hội, sống thử quý vị. Nó học theo cái xã hội bên ngoài bây giờ sống thử, ngu si quá. Thấy không?
Ai mà đi sống thử làm gì? Mình chọn một người nào mà cả hợp tình hợp lý sống nhau cả đời, ai sống thử chi? Con người mà sống thử thì nó đẹp, thử mà. Như sống thiệt thì nó xấu. Thiệt rồi nó mới chỗ ra những cái điều xấu ra, đúng không? Chứ bây giờ mới đến với nhau sao biết được. Nên tính vào cái gì? Cái nhân cái quả của mình. Có khi mình không có chọn hết, nhưng mà tự nhiên mình gặp người đàng hoàng lắm. Có khi chọn quá trời chọn luôn mà gặp lũ đạn không à. Cái duyên số của mình nó đã như vậy rồi. Bây giờ học Phật hiểu rồi. Chứ mình cái tâm con người mình đừng có, trời ơi, sống với chồng mình, chồng mình cái ông này ổng có biết ga lăng vậy chứ á. Sống với ổng chán ghê luôn. Rồi mình đi làm công việc mà nó gần với nhiều người tầng cấp đó quý vị. Tự nhiên mình nhìn thấy chồng mình cụ lặn. Lúc đó có muốn bỏ chồng kiếm người khác. Cái tâm này là cái tâm quý vị tự phá vỡ gia căn quý vị, thầm bậy quá. Dù là chồng mình nó cụ lặn chút nhưng nó cụ lặn mà mới là chồng mình. Thấy không? Nó ta nói chồng cụ lặn là chồng mình, chồng đẹp trai coi chừng chồng người khác á. Chứ gì biết đó. Từ nơi đó đẹp trai hay là xấu, hay là người nữ đẹp hay là xấu như vậy, ăn thua là con người chúng ta có học được đạo đức hay không, nghe được nhân quả hay không. Người mà nghe được nhân quả là tức khắc cái chung thủy liền cái gì chứ. Không ai dạy gì mà chúng ta đi tạo thêm cái sự khổ cho bản thân mình đâu. Thấy không? Nên tất cả các cô mà đi về chùa mình học Phật á, những đức nói những điều này rồi các cô chắc chắn rằng với cô sẽ sống hạnh phúc. Những đức thấy chùa mình có nhiều cặp vợ chồng hạnh phúc lắm nha. Từng nào cũng đi đến đây học Phật á, từng nào cũng đi đến đây nghe Phật pháp rồi niệm Phật á chứ. Thấy vợ chồng hạnh phúc, đơn giản sống hạnh phúc ghê luôn. Nó nhưng mà mặn ăn nó cũng phát triển nữa. Thấy rõ ràng họ tin liền. Cái hạnh phúc nó mới phát triển được sự nghiệp. Con người á, tại vì cái góc độ chúng ta không biết. Muốn phát triển sự nghiệp trước nhất phải phát triển hạnh phúc. Hạnh phúc là cái nguồn gốc để phát triển sự nghiệp. Còn nhiều người bây giờ là phát triển sự nghiệp rồi mới tạo ra hạnh phúc, bậy. Khi tạo ra sự nghiệp một thời gian thì hạnh phúc nó bị lợt phai. Thì lúc đó có tiền nhưng không có hạnh phúc. Nhưng gầy dựng được hạnh phúc thì vợ chồng sẽ chung tay với nhau để làm ăn, nên có sự nghiệp thì tồn tại lâu dài. Nên nhớ, muốn tạo sự nghiệp thì vợ chồng phải tạo hạnh phúc trước, gây dựng hạnh phúc trước mới gây dựng sự nghiệp. Phải nhớ đó nghe quý vị. Đây là cái quan trọng đó. Thí dụ như chùa mình nhiều trăm người gì mà mình sống được ổn định là gì? Là chùa mình vui nhiều, người nào cũng vui chứ, không có phá làm bậy. Cho ăn sao ăn vậy à? Dễ thương ghê luôn á. Chùa mình ngộ lắm. Ăn đồ hủ luộc thì ăn đồ hủ luộc, uống cà phê thì cùng uống. Bữa nào ăn cái gì ngon ngon thì cùng ăn mà vui lắm, bên nhau vui lắm quý vị. Quý vị vô đây cộng tu thấy rõ ràng, chùa mình ngồi ăn cơm chung vui lắm. Mà ăn nhiều nữa chứ. Có nhiều cô nói sao con vô chùa thầy con ăn nhiều quá, những đức nói cơm chùa mà. Cơm chùa mà ăn đâu có hết đâu mà ăn nhiều. Thì biết sao ăn nhiều không? Vì một là vui, hai là đông người. Đông người ăn nhiều. Một chút nè quý vị tu xong quý vị xuống ăn nè, ăn đồ ăn đơn giản thôi, cơm hộp đồ bình thường thôi. Vậy mà ăn ngon liệm liệm vậy đó. À, đồ cúng, đồ thí thực, đồ đem xuống gì mà ăn ngon lạnh chứ à. Ăn phải re, ăn với mà cô nào cũng đẹp ấy. Tại sao vì cái tâm nó vui nè, mỗi từng mà nó có được cái chỗ gì nè. Nên những đức nói quý vị á, mình ở đây một điểm niệm Phật, bên kia một điểm niệm Phật. Tương lai còn một điểm niệm Phật nữa là ba chỗ. Vậy thì tất cả quý vị nên sống cho tốt với xã hội, hết lòng với gia đình. Mỗi một trách nhiệm nên chân thật nhiệt tình, khỏi cần lo nghĩ gì hết. Sau này cuộc đời lớn tuổi đủ duyên đi vô chùa sống với những đức. Ba điểm niệm Phật nó lớn quá trời mà không lẽ không có chỗ cho mình ngủ sao mà sợ, đúng không? Đi thêm cái nữa, cái tính người những đức á, nó cũng nhiệt tình. Quý vị thấy rõ ràng á, những đức không có quan trọng quá cái việc mà nó được mắt về thế gian này quá quý vị ạ. Không quan trọng quá đâu. Những đức muốn quan trọng quá vì cái chuyện mà bây giờ cái chỗ mình phải tiêu chuẩn diện dị rồi này kia là không có đâu vậy. Những đức nghĩ sao mà chúng ta sống nhau gặp nhau vui là tốt rồi. Nên hôm qua những đức gặp đâu một chục cô Phật tử ngồi nói chuyện. Mấy cổ có một cô còn chơi hụi.
Cái cô kia thì nói nghe thầy nói chuyện có 1 năm tôi bỏ hụi luôn, còn bà tới bây giờ mà còn chưa bỏ hụi được. Thì bà kia bà nói cái nghề này con làm con cũng không phải là lời nhiều đâu thầy ơi, dư chút đỉnh đi chùa cúng dường Tam Bảo hỗ trợ với thầy nuôi với bà già. Những đức nói bà bỏ đi, bà bỏ hụi, bà khỏi chơi đi, bà khỏi cúng dường, bà lo niệm Phật đi, bà đi đến đây bà niệm Phật được rồi, cúng dường khỏi, lúc nào có tiền thì cúng dường, không có tiền thì thôi, bà đến đây bà niệm Phật là được rồi, không sao đâu. Nó không cần phải suy nghĩ điều này đâu, không cần đi đến chùa phải cúng dường tiền bạc gì đâu, chỉ cần chịu niệm Phật là được rồi, chỉ cần vui vẻ niệm Phật thôi. Tôi mong thì sao, quý vị đi đến đây niệm Phật vui giùm tôi được rồi. Chỉ cần vui thôi, đừng có vô đây ngồi nói chuyện tầm xà mắt lát thôi, niệm Phật đi. Như thôi, nó cơm nước đồ nấu te tua, lo lắng rồi ngồi nói chuyện gì đâu. Ngồi nói chuyện nó cũng tổn hơi, tổn sức chứ giỡn không quý vị. Ừ? Miro này nè, hút hơi lắm á. Hút lắm chứ không giỡn đâu, quý vị biết á. Từ nơi đó ngồi nói chuyện rồi tu chung với quý vị. Chỉ mong một điều thôi, một điều quan trọng nhất thôi. Đó là quý vị về đây tu an lạc, bình an, vui vẻ. Đi đứng nằm ngồi xung quanh chùa, đi đâu cũng niệm Phật. Đi ngắm qua giấy cũng niệm Phật, nằm trên địa ngủ cũng niệm Phật. Cái niệm Phật vậy thôi, chứ đừng có mà nằm xuống ngồi xuống đâu cái. Đi tu ở đây một buổi về nhà thấy tình cảnh gia đình chán ghê luôn. Con cái tiền học đến mà không có tiền đóng tiền học này kia. Thôi đừng có nói cái chuyện này chứ cho nó mệt, đúng không? Một buổi một ngày vô đây thì lo an lạc niệm Phật vui đi, vậy đi, không có nặng nề gì quá, hiểu không? Còn vô đây mà lôi ra để cho nhiều người ta nặng nề chi à? Khỏi. Những đức chỉ mong quý vị vô đây an lạc vui vẻ niệm Phật ngày vậy đó, vui vẻ thôi. Còn có tiền thì cúng dường Tam Bảo tu phước tu duyên, còn không có là thôi. Đừng có sợ thiếu nợ chứ, không có thiếu nợ gì chứ á. Năm mấy cô người ta nấu ăn cho mình để mình ăn, mình không ăn mới thiếu nợ á. Ví dụ như bây giờ người ta đếm hết số lượng người ở đây, ví dụ như 1,000, 2,000 người gì đi. Người ta chuẩn bị người ta nấu ăn ở dưới là 2,000 người đi, thí dụ. Quý vị ở đây quý vị không xuống ăn thì một người không ăn là nó bớt cái ghế đó nó trống. Thì tức khắc một phần ăn đó người ta sắp ra rồi, quý vị không ăn là quý vị thiếu nợ ăn tình của người ta, hiểu không? Nó nấu cho mình ăn mà tùy hỷ ăn vậy thôi, ta dọn ra ăn, người ta cho cái gì nhận, không sao chứ á, không có thiếu nợ nặng chứ. Những đức nói cuộc đời đừng có nói nợ nặng chứ cho nó mệt. Tôi cũng không muốn cái nợ gì ở thế gian này chứ mệt quá. Tôi cũng không có cầu cạnh nợ với quý vị, mà quý vị cũng không có thiếu nợ gì tôi nữa. Chúng ta chỉ là gặp nhau niệm Phật, gặp nhau chắp tay A Di Đà Phật, miệng nợ nụ cười, cầu sanh cực lạc vậy thôi, chứ không có suy nghĩ gì thêm nữa chứ, hiểu không? Đó. Nói vậy thôi, vỗ tay hoài làm gì ạ? Nên từ nơi đó nói chuyện đơn giản, vỗ tay làm chi, hiểu không? Nên con người đến với con người á, chúng ta đừng có đặt vấn đề gì cho nó mệt, quý vị biết không? Đừng có nói những đứa ở đây lo cho mấy trăm cụ, bên kia mấy trăm cụ. Quý vị nói quý vị phải hỗ trợ như đứa nuôi người già, quý vị hỗ trợ như đứa niệm Phật á. Chứ đừng có nói hỗ trợ nuôi người già chứ, những đứa có thiếu tiền đâu, đừng có sợ. Trời ơi, lúc nào thiếu báo cho biết. Bây giờ chúng ta quyết định gì đi. Lúc nào những đứa thiếu những đứa báo cho quý vị biết, đúng không? Còn lúc nào mà những đứa không báo, quý vị đừng có quan tâm tới. Quý vị cứ lo niệm Phật cho tốt được rồi, sống vui thôi. Những đứa cũng rất là mong ngôi chùa của mình nó đừng có tiền nhiều, vậy nó thật lòng á. Nó chỉ cần làm sao mà nó có cơm ăn áo bận cho các cụ thôi, có tiền nhiều làm gì. Rồi quý vị biết là đọc lịch sử á, những bậc cao tăng á, mà khi ngôi chùa á, mà nó hư quả mà nó thịnh quá là người ta đi lên núi sâu người ta ẩn cư liền á, hiểu không? Là cái nơi đó về cái đạo của nó bị sa sút, hiểu không? Nên nó thôi đừng có tiền nhiều, chỉ cần muốn xài nhiêu xài có được rồi, xài nhiêu có nhiêu, đừng có dư nữa được rồi. Vậy đó mà niệm Phật nó cũng dư à, nói vậy mà nó cũng dư à, ngộ ghê luôn á, quý vị thấy không? Nên những đức khuyên quý vị nè, cuộc sống làm sao mà bị tự tại nhất, có 3 buổi ăn mà sợ gì. Quý vị khó khăn á, quý vị thích á, mỗi buổi đi đây ăn cơm. Nó rồi lâu lâu đi đến đây á, một tuần dẫn cả gia đình đi đến đây tu cũng được, không cần quan tâm gì. Một tháng á, nửa năm đi vô đây tu
còn nửa năm ở ngoài làm lai rai thôi, xài tiền bớt lại đúng không, mà được vô đây tu nửa năm khỏe re, không cần tốn kém tiền bạc gì đúng không. Đó, rồi nói đến mức vậy là quá đủ quý vị tu nhiệt tình rồi đúng không quý vị. Nó nhớ thấy lợi ích mà, thấy niệm Phật lợi ích lớn mà. Nên mỗi ngày chùa mình tuy là nhiều việc cần phải sắp xếp lo vậy, nhưng mà đâu có bận tâm gì đâu quý vị. Nên cứ như vậy mà chia sẻ thôi. Vậy mà từng nào đi đến đây nghe gì đó mà nó cũng nạp năng lượng đó nha. Nó nạp năng lượng, nó làm cho tâm tư quý vị nó nhẹ nhàng lắm đó. Trời ơi, ông thầy ông lo nhiều vậy mà sao ông thấy ông nói cái gì cũng khỏe chứ. Vì những đứa không có tích chữ nên những đứa khỏe. Quý vị cũng không phải là không có tiền, nhưng mà là do tích chữ sợ á, mai mốt lỡ cái này cái kia rồi ai lo phụ mình đây, nên cứ lo hoài nặng lắm, mệt lắm. Trời ơi, ba buổi ăn nhiêu tiền đâu. Nếu mà hai vợ chồng hai đứa con mà ăn chay đâu có tốn tiền nhiêu đâu quý vị. Còn học bây giờ con cái thì học nhiều môn đúng không, học cái này kia nhiều quá. Nên quý vị mà biết Phật pháp rồi, những đức nói bổ túc cho con cái đạo đức nhiều một chút đi. Những đức thấy hay. Ừ, bây giờ có khi học nhiều nhưng mà không có bổ túc đạo đức thua. Thấy bà già 80 mấy tuổi, 4 thằng con trai bác sĩ mà không nuôi bà. Trời, học ra ngành bác sĩ đâu đơn giản đâu. Ngành bác sĩ là cái ngành học khó mà học lâu. Vậy mà 4 thằng con trai bác sĩ mà không nuôi được một mẹ già 86 tuổi. Mà trong đây nhiều bà già đến gặp thì Đức thấy con mấy bà cũng giàu có quá trời luôn. Đâu đơn giản đâu quý vị. Nên những Đức nói thà học ít đạo đức nhiều, vậy mà thành tựu cao. Còn học nhiều mà không có đạo đức thua, quý vị vẫn bị bỏ rơi. Nên những Đức nói nếu mà những cặp vợ chồng mà mỗi tuần thứ bảy cứ hai vợ chồng đứa con, hai đứa con dẫn đi đến đây, cứ tập vậy đi, không cần học nhiều đâu. Môn nào học vừa vừa thôi, biết chữ nghĩa chút đỉnh, bổ túc đạo đức cho nhiều trong cái xã hội hôm nay. Những Đức nói bây giờ có khi học 12 có bằng đại học vậy mà cũng đi làm cu li à. Cũng đi làm mấy cái nhà hàng, quán ăn đồ, có khi cũng đi làm khu công nghiệp đồ này kia thôi. Bây giờ đâu có nói đơn giản mà quý vị mà có thể mà làm được những công việc quan trọng mà xin vô dễ đâu quý vị. Nó đều là duyên phước thôi. Nhưng mà những Đức tin chắc rằng một con người mà khi có đạo đức rồi đó nghe quý vị, tự nhiên nó đến với quý vị thù thắng lắm. Chính những Đức nói rằng nếu mà như mà cuộc đời những Đức á nghe, ngoài đời mà nếu như những Đức học được bằng đại học, những Đức cũng không được như bây giờ đâu quý vị. Mà sao những Đức học được bằng đại học? Học có lớp 3 thôi ra trường. Đúng không? Nên ra trường sớm, thấy chưa quý vị, nghe không? Nên những Đức nói về cái lớp trẻ bây giờ nên có cái tầm nhìn sâu một chút. Con người sống chỉ có mấy chục năm mà, nên sống có ý nghĩa cuộc đời một chút. Những Đức thấy rằng những Đức biết niệm Phật, phi người niệm Phật, những Đức thấy cuộc đời những Đức có ý nghĩa nè. Những Đức tổ chức chương trình người mù, mỗi lần tổ chức gần 2.000 người mù. Những Đức nói rằng cuộc đời của mình chưa bao giờ dám suy nghĩ làm được những việc này, mà chỉ có niệm Phật thôi mà làm được á. Nên những Đức mong những người trẻ nên có cái góc độ sâu một chút. Trời ơi, dù cho cái xã hội nó có phát triển cỡ nào nghe, nhưng mà cái đạo đức con người nó được người ta tiếp nhận mình mạnh lắm á. Học thì nhiều nhưng đạo đức thì ít. Nên người ta đi tìm đạo đức, người ta đi tìm người có đạo đức để dùng. Khi một con người có đạo đức thì người ta sẽ giao sự nghiệp cho mình. Vì mình có đạo đức thì mình là người không tham, không có tính toán, nên người ta mới giao cho mình sự nghiệp. Người ta nói chọn mặt gỡ vàng mà, thấy không? Dù là mình nghèo nhưng mà mình có đạo đức, sống luôn luôn biết đủ, hiếu thảo với cha mẹ. Vậy đó mà khi mình đi làm, cái phước duyên của mình được người ta trọng dụng cao. Trọng dụng chứ không giỡn đâu. Nên từ nơi đó những Đức nói bây giờ học đạo đức nhiều, gây dựng đạo đức cho con cái nhiều. Còn tuổi trẻ bây giờ, nít bây giờ học nhiều môn quá, học tạp, học viết, không biết học cái gì luôn. Học theo cái thời thế, biết không? Học nhiều quá, bệnh hoạn hết trơn. Nên có nhiều đứa 10 mấy tuổi mà học viết mặt khờ, mặt khờ kỳ cục ghê, thấy không? Nên học, người ta học gái mặt lanh, mặt dễ thương. Cái này học cái mặt khờ, nó học viết nó bị phù phiếm, nó che đậy lý trí trơn rồi. Nên có một đứa cháu gái nó đến gặp những Đức nói thầy ơi, con cố gắng con học, sau này con làm cô giáo tốt. Những Đức nói con cố gắng con giữ cái tâm nguyện này nghe không, nhưng nếu con muốn làm cô giáo tốt
mà con không gặp được một hiệu trưởng tốt thì con làm cô giáo tốt được không? Nói con không biết nữa. Con nhớ ai là người mở trường con biết không? Hiệu trưởng. Hiệu trưởng là người mở trường. Còn cô giáo là làm việc. Từ nơi đó nếu con không gặp một hiệu trưởng tốt thì con khó làm cô giáo tốt lắm. Khổng Lão Phu Tử là thầy giáo tốt, nhưng mà đi tìm vua là đi tìm hiệu trưởng tốt. Nhưng mà Khổng Lão Phu Tử đi chu du liệt quốc tới 68 tuổi không tìm được ông vua nào tốt. Cuối cùng Khổng Lão Phu Tử trở về quê dạy học, tự mình làm hiệu trưởng dạy học luôn, thì Khổng Lão Phu Tử mới được thành tựu. Lúc 68 tuổi thành tựu. Nên từ nơi đó bây giờ khó được cái chí nguyện của mình lắm. Chí nguyện khó lắm. Nhưng mà nên nuôi cái chí nguyện đi, chứ không phải kêu bỏ cuộc. Nhưng mà nên đừng có thất vọng với cái cuộc sống bây giờ, nghe không? Thí dụ như bây giờ mình muốn trong một cái môi trường đó mình muốn tốt, nhưng mà bây giờ mình không có gặp thời thế, mình ở trong đó mình tốt nhưng mà mình bị diệt vong sớm. Diệt vong rồi mình lại chán nản cuộc đời, đó là thất bại, nghe không? Đừng có chán nản nghe. Nhớ là phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. Con người đừng bao giờ tuyệt vọng. Đừng bao giờ vì bất cứ cái gì mà mình đi tuyệt vọng. Lúc nào mình cũng có hy vọng với chính mình, như vậy là có tương lai. Con người phải vậy đó, nhớ đó. Phải có hy vọng với chính mình. Những đứa học lớp 3 mà những đứa còn có hy vọng với chính mình được mà. Trời ơi, hồi xưa mà những đứa ở trên tỉnh Thác Quan Âm á, thầy Giác Nhàn thời đó đưa lên một tư tưởng cho tất cả các chú nam trong chùa. Bây giờ cái buổi giảng của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không mà giảng của cái đề kinh Vô Lượng Thọ, như Đức nhớ hồi đó, cách nay gần 10 năm. Cái đề giảng cuốn kinh Vô Lượng Thọ bây giờ thầy chích lục ra, bây giờ tất cả các chú mỗi một người tham khảo và giảng cái đề kinh này lại cho thầy nghe. Hồi đó là lần đầu tiên những Đức nhớ. Thì trong lòng những Đức nói, trời ơi, mấy huynh đệ của mình ông nào cũng học thức nhiều, mấy ông này chắc mấy ông giảng dữ lắm đó nha, còn mình thì đâu có dám suy nghĩ cái vụ này đâu, mà giờ thầy kêu giờ mình phải cố gắng thôi. Nên những Đức cầm cái đề kinh đó quý vị, Đức vô trong một cái phòng đóng cửa lại, những Đức coi những Đức giảng thử. Sao những Đức nói, ô sao giảng thấy cũng được được nha. Lúc đó tự nhiên những Đức nói, mày phải có lòng tin mới được nha. Rồi từ đó những Đức có lòng tin phát diễn mình luôn. Rồi từ cái đoạn đó đó mà những Đức tiến thăng đó quý vị. Đó, tập sự luôn, kiên nhẫn, lâu dài. Đó, nên con người mình không được tuyệt vọng bất cứ một sự việc gì hết trơn á. Luôn luôn sống mới có hy vọng. Cái đặc sắc nhất quý vị có hy vọng là gì? Niệm Phật là quý vị có hy vọng rồi. Chỉ cần biết niệm Phật thôi là có hy vọng rồi, chứ không nói chơi á. Cuộc đời con người ai cũng chết một lần. Chúng ta là người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Hy vọng lớn nhất của chúng ta là biết niệm Phật. Con cái của mình hy vọng lớn nhất là con cái mình biết niệm Phật. Còn cái cuộc đời bây giờ á, tranh đua giàu sang hơn thua danh lợi, mệt lắm. Những Đức khi coi á, những chuyện của Tam Quốc á, những Đức nói, nếu những Đức sanh trong cái thời đại Tam Quốc thì những Đức làm người gì? Ẩn sĩ. Thời đại tranh danh đoạt lợi hơn thua, làm người ẩn sĩ. Thời đại này nè, người khéo léo là người gì quý vị biết không? Cái người khéo léo là cái người mà mỗi ngày biết tu á, mà gia đình của mình sống đơn giản hạnh phúc, không có nhiều người biết đến mình, mới là người khéo léo nè. Cái thời đại này này cũng là cái thời đại mà nó không đơn giản đâu đó quý vị. Quý vị mà lên một chút là coi chừng có người đạp bị xuống. Nên phải suy nghĩ trước cái việc này đi. Khi mà lỡ bị đạp xuống đừng có thất vọng, nghe không? Thất vọng là mình sẽ tiêu đời mình á. Nên cái cuộc đời này đừng bao giờ thất vọng cái gì chứ nghe. Có làm được tốt thì làm, còn không làm được thì thôi. Giống như có một câu những Đức đã từng đọc qua. Đức Khổng Lão Phu Tử đi chu du liệt quốc là vì muốn đem cái đạo mình để dạy cho nhân sinh, mong cho nhân sinh được bình an và sống hạnh phúc. Như vậy thì Khổng Lão Phu Tử không làm được việc này là lỗi của Khổng Lão Phu Tử hay lỗi của ai? Giải đáp câu này như thế nào? Lỗi là do chúng sanh không đủ phước nên Khổng Lão Phu Tử không làm được chí nguyện của mình. Chúng sanh không đủ phước, tại vì việc làm này Khổng Lão Phu Tử là làm cho nhân sinh, nhưng nhân sinh không đủ phước nên ngài không gặp được vua hiền. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn làm cái việc cho chúng sanh được lợi ích nhưng mà mình không làm được
Như vậy thì mình không có đặt vấn đề mình nặng nề gì hết, mà là do gì? Chúng sanh không đủ phước, mình không đủ duyên, thì tùy duyên. Rất là nhẹ nhàng thôi. Ví dụ như trong gia đình quý vị, phiên gia đình quý vị tu hành, họ không nghe là thôi. Mình chăng thật, mình lo tu hành cho thật là tốt, mình đừng có nặng nề gì hết trơn á. Vậy là được rồi. Những gì mình làm được thì nên làm hết lòng, vậy thôi là đặc biệt nhất rồi đó quý vị. Nên những điều như Đức chia sẻ ở đây á, trong cái cuộc sống bây giờ quý vị đừng có đặt vấn đề giàu sang gì nặng nề quá. Đừng có nói rằng bây giờ tôi giàu sang để mà con cái tôi sau này nó không thua xúc người khác. Thôi mệt quá. Không thua xúc người khác là con mình có đạo đức hay không á. Chứ giàu sang gì mà không thua xúc người khác. Con mình giàu sang mà con mình thiếu giáo dục, không có đạo đức, nó không hiếu với cha mẹ thì con mình vẫn là thua xúc người khác à. Con người nghèo nhưng mà có đạo đức vẫn là không thua xúc người khác đâu quý vị. 100% luôn á. Chắc chắn luôn quý vị. Nên từ nơi đó mà chúng ta đi đến đây á, ngày Chủ nhật học tập gì nè. Những đức mong tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi á, cái tâm phải thiện, tập ăn chay trường, biết niệm Phật. Con của mình ở trong nhà biết ăn chay cho ăn chay đi. Đừng có sợ thiếu chất dinh dưỡng, không có thiếu đâu. Vì điển hình nè, chùa mình ăn chay ai cũng khỏe quá trời luôn. Mấy cô mình bây giờ cô nào cô nấy lên ký quá trời luôn. 70, 60. Nữ mà 70, 60 là không đơn giản đó quý vị ơi. Con gái mà 60 kg là số đo này cũng được lắm á. Không đơn giản quý vị. Ăn chay chứ ăn gì đâu. Nó còn quý thầy trong chùa mình quý vị coi ai cũng khỏe đúng không? Mập mạp chứ đâu có ốm, như những đứa cũng có ốm đâu. Từ khi những đứa đi tu tới giờ những đứa lên 10-20 kg. Chứ đâu có ốm đâu quý vị. Ăn chay làm gì thiếu chất dinh dưỡng. Nên từ nơi đó quý vị nên phát tâm ăn chay trường nè. Rồi á, niệm Phật nè, giữ tâm thiện. Gia đình đơn giản không có của cải nhiều, nhưng hạnh phúc làm chính. Nó, đừng có sợ nghèo nàn gì chứ. Đừng có sợ nghèo cái gì đâu sợ. Nó, sợ giàu tới sợ nghèo chứ. Sợ giàu nó khổ á, hiểu không? Sợ giàu nó khổ á, chứ nghèo đừng có sợ. Nghèo là sướng. Nghèo á, nhà mà không có của gì chứ, ngủ khỏi cần đóng cửa. Khỏe không? Ngủ ngon dắt chó sủa kệ mày. Ăn trộm bò vô mình nói mày vô mày ginh tao hả? Muốn ginh gì mày ginh đi, có gì đâu mà ginh, mệt chết. Nhà có gì đâu ginh đúng không? Có xe đạp toàn ten nó mày giác đi kệ mày, tao đi bộ luôn. Trời ơi, nó sống vậy thôi, nó tự tại gì đâu. Cái người như vậy là cái người mà gọi là được người ta ngưỡng mộ quý vị. Quá ngưỡng mộ luôn phải không? Còn nhà mà của cải nhiều nghe chó sủa wow wow. Hả? Ông ơi ông, sao chó ngoài sữa dữ không? Ông ra ông gọi đường pin coi có thằng nào bò ở nhà không ông? Thấy không? Thấy khổ không? Nó nên quý vị gặp những ngôi chùa gì yên tâm rồi đó. Chúng ta có pháp tu rồi, thấy không? Về cùng tu hành. Nó những đứa cá ệ đây mà còn không đói, bị đói gì đừng có sợ. Có đói rồi đừng có sợ. Không bao giờ thiếu gạo nấu đừng có sợ. Hết gạo nấu là ở đây lấy gạo gì nấu. Ôi ôi nói câu này mạnh dạn ghê ha. Nó nên trộn gạo chùa nhiều lắm. Nó những đứa cũng mong nó thiếu gạo cái coi chùa mình nói sao. Khổ đau không biết lòng người. Đúng không? Bây giờ mỗi ngày nói tình cảm lắm. Thầy, con sống chết với thầy. Thiếu gạo coi có sống chết không biết nữa. Thấy không? Khổ đau không biết lòng người. Quý vị vợ chồng á, anh thương em thương anh đủ ghê gớm lắm đúng không? Mà bây giờ nợ nặng đến thế coi, nó còn chung thủy với mình không? Nên đừng có thất vọng con người. Nó, nên từ nơi đó chúng ta sống á, làm sao đặc biệt nhất là nội tâm của mình nè. Mỗi ngày vui, sống an lạc. Một đời mấy chục năm đi qua sống vui vẻ an lạc. Khi thọ mạng đến thì chúng ta về cực lạc. Đức hôm qua qua bên đạo tràng niệm Phật đến một cái phòng của huynh đệ, tự nhiên thấy trên bức tranh coi câu này thấy hay. An vui cùng hiện tại, hạnh phúc mãi bên ta. Một con người mà Phật dạy biết chuyên chú vào hiện tại, nhận thức cái cuộc sống, không lo về những cái tương lai, không nghĩ xa vời về cái quá khứ, thì tức khắc người này sẽ có niềm vui tự tại.
Còn một con người sống mà cứ cứ bận tâm với cái tương lai xa vời, thường suy nghĩ những cái quá khứ đã qua, sao có niềm vui được quý vị. Thí dụ như giờ những đức mỗi ngày sống trong chùa gì cứ lo, giờ chùa hai bên đông quá, rồi mai mốt mà mở thêm cái đậu tràng nữa ở đây không biết có đủ gạo nấu cho mấy bà già ăn hay không. Nếu những đức nghĩ vậy sao dám làm, nó chưa làm nó cứ lo vậy rồi đó, nó nặng nề. Thấy không? Hôm nay có gạo nấu thì cứ nấu ăn đi. Thôi vui vẻ hôm nay niệm Phật, rồi mai thì tính nữa. Vậy mà nói cứ ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, nó cũng bình thường. Lâu ngày nó tập cho mình quen. Nhiều người chúng ta, gia đình có vài người thì cũng cứ lo hoài, cứ lo hoài lo mãi. Cứ khi lo tới Tết rồi cũng không có tiền xài Tết, cũng đi lo. Có cũng lo, mà không có cũng lo. Chắc có nhiều người ngồi đây dính cái bệnh này nhiều lắm nha. Có cũng lo, mà không có cũng lo. Có thì lo sợ nó mất, không có thì lo mong nó có, rồi có rồi thì sợ nó mất đi, nên cả đời cứ mang cái tâm lo âu. Nên công đoạn này phù hợp vào cái câu của Phật dạy, chuyên chú vào cuộc sống hiện tại. Còn câu này nói rộng ra là an vui cùng hiện tại. Hiện tại là mỗi ngày an tâm và vui vẻ sống trong tất cả những cảnh duyên, chính mình có thể giữ được tâm mình an vui thì hạnh phúc mãi bên ta. Mà như thế nào mới có thể được an tâm? Niệm Phật. Cứ đi đứng nằm ngồi nhớ Phật, niệm Phật. Bất cứ lớn nhỏ gì niệm Phật cũng có lợi ích hết trơn. Nhớ nha, người niệm Phật là người thường an vui. Tại niệm Phật viết nó giúp cho mình hiểu biết cái cuộc đời vô thường này, nên mình đã hiểu biết rồi thì tức khắc cái tâm nó an. Nhớ, cái tâm nó an thì con người tức khắc là nó vui thôi đó. Nên thí dụ như ở đây một lực lượng mọi người niệm Phật, tự nhiên mình niệm Phật theo, giống như một người vỗ tay vì vỗ theo. Nó làm theo đó. Nên mình ở ngoài đời đó, ví dụ như mình ở ngoài chợ đi, mình thấy người ta chửi lộn nhiều quá mình cũng chửi theo. Thí dụ như một người chửi lộn giỏi á, là do vì nghe nhiều người chửi lộn quá nên chửi lộn giỏi, đúng không? Còn người thuyết pháp giỏi là do nghe nhiều người thuyết pháp nên thuyết pháp giỏi. Cái người mà nói chuyện hay là do đọc sách nhiều nói chuyện hay. Cái người có nhiều kiến thức là do gì? Hội tụ được nhiều kiến thức của nhiều người nên mới có kiến thức. Có nghĩa là nó tạo chỗ nào ra chỗ nấy. Còn thí dụ như mình ở ngoài đời mà gần ngay cái nhà cái bà đó, bà chửi lộn quá giỏi, ngày nào bà cũng chửi được hết, ngày nào bà cũng chửi lộn. Hoặc là kế bên nhà ngày nào cũng quýnh số đề, kế bên nhà ngày nào cũng cá độ đá banh, kế bên nhà ngày nào cũng uống rượu, thì coi chừng con chồng vợ của mình nó không dính cái này cái chuyện, nó dính cái đó đó, không dính này dính cái kia, thế nào cũng dính, tại vì nó có cái nhăn để học, hiểu không? Còn nếu như xung quanh nhà mình toàn là tụng kinh không, sáng nào cũng tụng kinh niệm Phật sùm, thì làm cho nhà mình cũng nghe viết thành quen, tụng kinh niệm Phật theo. Nên quý vị đi vô trong ngôi Tam Bảo ngồi chung gì là cùng nghe pháp, đúng không? Thì ai cũng phải nghe pháp. Khi vỗ tay thì ai cũng vỗ tay. Và khi niệm Phật thì ai cũng niệm Phật. Khi cười thì nhiều người cười. Khi vui thì cùng vui. Tức khắc nhờ cái lực chúng này mà nó giúp cho mình nó quên đi những cái nỗi buồn. Là an vui cùng hiện tại. Hiện tại đang vui đây thì cứ vui đi. Mà nó vui trong cái hiện tại. Như vậy mà mình nắm chắc cái niềm vui này, mình nhận thức. Ồ, mình ngồi mình nghe pháp, mình niệm Phật, mình không có suy nghĩ cái gì chuyện gia đình nặng nề cái gì hết trơn, tự nhiên nó vui trong cái hiện tại liền ta. À, nếu như mà mình mỗi ngày mình sống, mình lo làm công việc này việc kia thì mình cứ làm bình thường, nhưng mà mình làm sao mình luyện được cái niềm vui của mình mỗi ngày an tâm, thì vậy thì niềm vui mỗi ngày là vui, vậy thì hạnh phúc mãi mãi bên ta. Vì an tâm và vui thì hạnh phúc mãi mãi bên ta. Bên ta mà có hạnh phúc là do gì? Trong tâm an và vui, chứ không có tìm hạnh phúc bên ngoài. Mà nội tâm có hạnh phúc, nội tâm được an,
thì tức khắc mãi mãi ở bên ta. Đúng không? Đó, rõ ràng. Nên chính những đứa thấy rằng những đứa có niềm vui là do từ nội tâm mà phát ra. Mà từ nội tâm phát ra niềm vui này, tự nhiên mình gặp người nào mình thấy cũng vui. Đó. Thí dụ như 2-3 ngày nay những đứa cũng muốn bị bệnh. Nó mỗi lần mà nó viêm họng đau khổ là nó muốn bị bệnh rồi. Nên mà mình thấy nó cũng bình thường. Ví dụ như mình lên nói chuyện Phật pháp cũng bình thường, sắp xếp công việc trong chùa cũng bình thường, đi tới lui công việc cũng bình thường hết luôn, thì mình thấy mình cũng sống bình thường. Còn nếu như mình thấy nó hơi khác thường, nặng nề, thì tự nhiên nó hoàn toàn khác thường hết chứ. Nên con người sống đặc biệt nhất là an tâm được chính mình. Mà an tâm này là từ đâu ra? Là mỗi ngày nhớ Phật, niệm Phật. Nhớ nha, câu Phật hiệu này hay lắm á. Hồi sáng những đức nói một câu á: từ hàng cư sĩ cho tới người xuất gia, nếu gặp được pháp môn Tịnh Độ này mà mỗi ngày mà chúng ta có thể làm được cái chuyện mà tán thán danh hiệu A Di Đà Phật, tán thán là niệm A Di Đà Phật, rồi tán thán A Di Đà Phật để cho nhiều người niệm theo, nếu làm được cái việc này nghe quý vị, người xuất gia hay hàng cư sĩ gì, chúng ta cũng thành tựu được cái việc của thế gian pháp và xuất thế gian pháp. Quý vị cứ ngồi suy nghĩ, như bây giờ những đức cũng nhiều người biết lắm quý vị, khắp nơi luôn, biết nhiều lắm á, không giỡn đâu. Tại vì không có đi đâu, chứ nhiều người miền ngoài đồ người ta cũng mời những đức đi ra ngoài quý vị, trong cái cầu que cũng mời nữa nghe. À, nên từ nơi đó quý vị biết rằng là nếu những đức chịu đi là những đức cũng nhiều người ta mời những đức đi lắm quý vị. Là từ ngay chỗ nào chỉ có câu Phật hiệu thôi, thấy rõ ràng không? Chứ những đức có qua trường lớp gì đâu. Chỉ có niệm Phật nên những đức nói bảo đảm 100%. Người mà chịu niệm Phật và tán thán danh hiệu A Di Đà Phật và đủ nhân duyên khuyên người ta niệm Phật, cứ chân thật mà làm việc này thì cái việc của thế gian pháp cũng thành tựu, mà cái việc xuất thế gian pháp cũng thành công. Những đức để ý chỗ này nha quý vị. Dù là một ngôi chùa, người ta không phải phiên quý vị niệm Phật giảng sanh gì đâu, người ta không có đi sâu chỗ này đâu. Vậy mà ngộ thai người ta vẫn lấy cái pháp niệm Phật này để cộng tu ngày chủ nhật này. Có không? Có mà. Có nhiều ngôi chùa quý vị coi vị chủ trì này đâu có nói gì tịnh độ sâu sắc đâu, đâu có nói chuyện giảng sanh gì đâu, nhưng mà ngộ thai vẫn là tổ chức cho người ta cộng tu một tuần, một lần hoặc là một tháng lần hay lần gì niệm Phật. Vì sao quý vị để ý đi? Vì sao? Vì ngoài pháp môn niệm Phật này, quý vị lấy cái gì hướng dẫn người ta tu? Không là quý vị mời những người lớn tuổi này, những người trẻ tuổi nam nữ này về để ngồi, ngồi đó để thiền định, nói không? Không. Không có tập trung con người được. Chỉ có pháp môn niệm Phật này mới tập trung con người được. Ừ. Rồi tập trung về rồi muốn nói gì nói, muốn dạy gì dạy, rồi muốn cái gì đó thì nói thoải mái. Nhưng mà muốn tập trung con người là phải từ pháp môn niệm Phật. Như vậy mà họ vẫn chưa nhận thức được pháp môn niệm Phật này nó lợi ích nữa. Họ chưa nhận thức được, chính họ không đi sâu nên có duyên tập trung người, nhưng mà hướng thì không có hướng người ta phương pháp tu. Có nghĩa là dẫn dắt người ta về có một cái thờ tu niệm Phật gì đó một chút, nhưng mà ngộ thay họ không có nói sâu về cái pháp giải thoát của tịnh độ này đó. Nhưng mà vẫn lấy pháp môn niệm Phật này để hướng dẫn ta tu nha quý vị, thì đạo tràng nó mới đông. Còn nếu không phải là pháp môn niệm Phật này thì đạo tràng không thể nào đông được, và người ta không về đó. Tại vì ngoài pháp môn niệm Phật này quý vị không có lấy cái pháp nào mà bây giờ hướng dẫn người ta tu được hết chứ. Có nói nhân sinh thôi chứ không có nói gì pháp tu. Thí dụ như bây giờ quý vị nghe pháp bao nhiêu người, quý vị không có phương pháp tu đâu. Muốn có phương pháp tu chỉ có pháp môn niệm Phật mới có phương pháp tu. Còn không nói pháp môn niệm Phật thì quý vị không thể nào có phương pháp tu. Giỏi lắm thì khuyên quý vị ngồi quán tưởng thiền định gì đó, nói sơ sơ vậy thôi. Nhưng mà chính cái người hướng dẫn đó cũng không đột phá nổi nữa, mà sao mà hướng dẫn người ta. Nên chỉ có pháp môn niệm Phật đúng rõ ràng. Đức Thích Ca Mâu Ni ngày nói thờ mặt pháp á, nhiều người tu hành nhưng không có một người đắc đạo. Duy chỉ có những người niệm Phật tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc mới có thể đời này giải thoát. Rõ ràng không? À, rất là rõ ràng. Nên từ nơi đó mình để ý chỗ này thì mình thấy ồ, thì ra pháp môn niệm Phật này là pháp nó phù hợp.
trong cái cuộc sống thời mạt pháp này rất phù hợp quý vị. Mà quý vị để ý pháp môn niệm Phật này, nghe tất cả những căn cơ và công việc gì quý vị cũng áp dụng được hết luôn. Đều áp dụng được hết. Thí dụ như người này một ngày quá bận bịu, một ngày không có một thời công phu nào sáng tối được, nhưng mà ngộ thay họ vẫn là dụng công trong công việc đó, rảnh lúc nào niệm Phật lúc này. Dù là không có bàn thờ, không thắp nhang gì hết trơn, nhưng mà vẫn niệm Phật được, vẫn dụng công tu được luôn. Nên quý vị coi rõ ràng quá phù hợp không? Nó quá phù hợp trong cái cuộc sống bận bịu bây giờ luôn. Chỉ có pháp môn niệm Phật à, ngồi suy nghĩ đi. Không phải là mình niệm Phật mà mình tán thán quá lời, chứ thật sự cái này là Phật, Phật đã giới thiệu rồi. Phật giới thiệu rồi là yên tâm đi. Đó, nên nó giải quyết được nhiều vấn đề lắm. Nó giống như hôm qua cô kia cô gặp những đứa, cô nói: "Thầy ơi, con ở nhà con thấy con bị bệnh nè, sốt thấy nặng quá. Con thấy như ở nhà nghe thầy, là con là chắc là phải đi mua thuốc uống. Nhưng mà con vô đây con cộng tu á, tự nhiên sao không uống thuốc thầy, con liều mạng niệm Phật luôn. 2-3 ngày hết giờ." Cái này là rõ ràng trong chùa mình thấy rõ ràng luôn. Mà nó phải có cái lực lượng mạnh nghe quý vị. Ngộ ta là người ta đi vô đây nó có một cái lực gì đó mà người ta, nó có một cái sức mạnh động lực gì đó quý vị. À, mà làm như nó có cái đại chúng mạnh nha. Nhưng mà ở nhà của nó, ở nhà là phải một hai liều thuốc. À, còn vô đây tự nhiên không dùng luôn, mà cứ lên công phu, công phu niệm Phật tự nhiên hết giờ. Như quý vị thấy những đức, những đức trong người cũng đang bị bệnh, vậy mà cái trạng thái của những đức nó rất là bình thường nha quý vị. Nó rất là bình thường. Những đức có một cái tật là mỗi lần bị bệnh là những đức chỉ có một cái điều là những đức không ngủ được, khác anh em trong chùa. Thí dụ như nhiều anh em trong chùa những đức để ý nha, mấy ổng bị bệnh thôi là ổng ngủ, trời ngủ đặc biệt, ngủ ngon. Một là những phú, hai là những ăn, những đức thấy bệnh là ngủ, trời ơi ngủ là ngon lành, ngủ mau hết bệnh lắm quý vị. Tại vì nó ngủ nó không có suy nghĩ cái gì thì cái bắt đầu là nó dưỡng cái sức của mình, nó mau hết bệnh, hồi phục. Còn những đức lạ thay là những đức bị bệnh là không bao giờ ngủ được nha. Một đêm là không ngủ được, cả đêm, cả ngày không ngủ được, cả ngày. Chừng nào những đức ngủ được là hết bệnh. Còn lúc mà những đức chưa có ngủ được là những đức còn bệnh. Lâu lâu bệnh lần là những đức không ngủ được. Nên quý vị để ý mà lúc nào mà những đức mà bị bệnh là quý vị nhìn con mắt là biết liền à. Cái trạng thái những đức thì nó rất bình thường, nhưng quý vị nhìn cặp mắt những đức nó khác. Tại vì những đức không ngủ được, cả đêm lẫn ngày không ngủ vậy, từ từ mắt nó đổi màu. Nó đổi màu, nó ngà mắt vậy đó. Đó là biết rồi đó, là có cảm có bệnh. Nghe nói bây giờ ở đây các cháu thứ hai đi học đồ lại nhiều, ở đây giờ trở lại bình thường hết chứ, hoàn toàn quý vị. Mà chùa mình quý vị thấy nó ngày nào cũng bình thường, nó có gì có khác thường đâu hả? Ngày nào cũng là ngày bình thường, ngày nào cũng sống rất là bình thường. Nên chúng ta nên tập quý vị. Mình là người biết Phật Pháp, tập ngày nào cũng là ngày mình sống bình thường hết đi. Thí dụ như người ta không có tu hành thì ví dụ như người ta nghe này kia, người ta thấy nó bất thường, cái tâm người ta sợ sợ đúng không? Còn mình là biết tu, biết niệm Phật, tin nhân quả, mình nên tập sống bình thường. Ngày nào cũng là ngày sống bình thường hết. Có một cái cô này trưởng đoàn, cô nói một câu hay lắm nghe. Cô nói: Thầy, rõ ràng cái người tu tịnh độ, thí dụ như con dẫn đoàn đi nè, đi tu nè. Thí dụ như họ đến, họ nghe thầy ngày Chủ nhật được, rồi xong họ về, họ cũng niệm Phật. Nhưng mà có cái là họ không có nghe Pháp kèm thêm. Họ không có mỗi ngày nghe hai cái thời thầy chia sẻ. Con thấy những người này khi đụng chuyện một cái là họ sợ lắm thầy. Đụng cái gì họ cũng sợ lắm thầy. Nhưng mà những người nào mà nghe thầy chia sẻ hai cái thời mà mỗi ngày đó đó, là những người đó tự nhiên họ có một cái tính tâm tính nguyện gan lắm. Họ rất là gan dạ và họ rất tự nhiên. Khi gặp cảnh duyên này kia rồi họ rất tự nhiên, họ không có cái gì lo âu sợ hãi chứ thầy. Mà những người mà không có nghe hai thờ đó, hoặc đi đến tu xong đi về là thôi cứ lơ niệm Phật chơi chơi vậy đó, thì người này mà khi gặp việc gì, gặp cảnh ngộ gì, cái này rất dễ bỏ cuộc. Mà người này là 1-2 năm sau là ưa chuyển phương pháp tu và bỏ cuộc. Nhưng Đức nói đúng rồi, cái pháp niệm Phật này nè, mà tu lâu dài mà không bỏ cuộc đó, là gầy dựng tính nguyện mà ra. Gầy dựng tính nguyện và cảm giác được cái pháp tu này quá lợi ích. Từ nơi đó mà mình tu mình không bỏ cuộc, mà nó mỗi ngày nó phải cảm giác, mỗi ngày nó phải cảm giác. Giống như cái cảm giác này mỗi ngày nó phải đi sâu vào tâm khảm của mình đó.
Đối với cái pháp niệm Phật này, mình phải đi sâu vào tâm khảm của mình là dù bỏ mạng, dù mất tất cả, nhưng không bỏ câu Phật hiệu này. Nó phải có một cái nguyện kiên cố lắm, gọi là phát Bồ Đề Tâm, cho thật là kiên cố đối với cái pháp niệm Phật này. Thì tức khắc là quý vị như thế nào, quý vị tu không bao giờ bỏ pháp môn tịnh độ, không bao giờ bỏ. Còn nếu như mà quý vị chạy theo hình thức, thấy người ta đi tu cũng chạy theo tu, thấy người ta vô đậu tràng nghe pháp cũng chạy theo nghe pháp, mà không có cảm giác cái tịnh độ này, nhất định đi bỏ cuộc. Tu tu nhưng thế nào chừng nửa năm, năm hoặc hai năm bỏ cuộc rồi, chuyển phương pháp liền. Chính pháp môn niệm Phật này những đức đi mười mấy năm nay, những đức thấy cảm giác đi càng lâu càng thích, mà càng ngày càng suy nghĩ, ô ngoài pháp môn niệm Phật này mình không còn tu pháp nào được nữa chứ. Mà cái pháp này nó rất tiện lợi, quý vị biết rằng câu Phật hiệu này, quý vị biết rằng khi quý vị bệnh đau hay là khỏe mạnh gì, quý vị cũng dùng được hết chứ, ở đâu cũng dùng được hết á, mà nó không có buồn nghe quý vị. Nó thêm một cái nữa, thí dụ như bây giờ mình chạy xe ngoài đường đi tới đèn đỏ một cái, mà một trăm mấy chục giây đi, tự nhiên mình ngồi mình bình thường trên xe, mình cứ A-di-đà-phật, 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 mà nó niệm, quý vị nghĩ thì một trăm mấy chục giây nó niệm được một trăm mấy chục câu Phật hiệu, ngồi niệm nó lạ vô cùng. Mà đang chạy xe, có khi đang chạy gì, tự nhiên cái miệng mình A-di-đà-phật, 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 niệm Phật được. Thì nhớ nghe, trên xe đang chạy xe đừng có nghe pháp, những đức đã thử hết rồi. Chạy xe mà nghe pháp nó phân tâm lắm quý vị. Nghe pháp sức phân tâm nó cao. Còn trên xe là niệm Phật là tỉnh táo lắm, niệm Phật là rất tỉnh táo nghe. Những đức thử ở trên xe, những đức nghe pháp thử thì chạy xe phân tâm lắm, nhưng mà trên xe mà niệm Phật á, là nó giúp cho mình á, đặc biệt lắm, tỉnh táo lắm. Còn nghe pháp là rất phân tâm. Nên từ nơi đó mà những đức thấy cái pháp niệm Phật này quá hay, nó quá đặc biệt. Dù là một con người này bệnh đau đến mức cùng cực, họ bế tắc, họ không còn có đường đi gì hết trơn, nhưng mà nếu họ tiếp nhận cái pháp niệm Phật này nghe, là tức khắc họ có được cái sự lợi ích lớn liền. Mà từ ngay câu Phật hiệu này nghe, nó phát một cái tâm thiện lạ lắm, ngộ lắm quý vị ơi. Những đức tin 100% là dạy con người hiếu thảo, con người thờ nay không làm được. Dạy con người đạo đức, người thờ nay không làm được. Nhưng con người nào mà chịu cắm cái gốc niệm Phật này chăng thật mà niệm nghe, quý vị chỉ cần chỉ sơ qua về đạo hiếu, chỉ sơ qua về đạo đức, tức khắc làm được liền. Nó lạ thay là câu Phật hiệu này nó có một cái đặc thù gì, mà cái quả giác của Phật nó giúp cho mình tâm giác ngộ nè. Cái tâm này khi niệm Phật nó sáng lên, mà cái tâm khi nó sáng lên bắt đầu là quý vị dạy người ta cái gì người ta tiếp nhận mau lắm. Mà phải gốc, cái gốc là phải từ niệm Phật thì học mới mau. Còn nếu như mà nó không niệm Phật mà nó học càng nhiều, không làm được mà nó thành phù phiếm 100% luôn. Nên những đức nói rằng tất cả các cháu nhỏ, những đức dạy cho các cháu niệm Phật kèm vào cái chỗ hiếu thảo cha mẹ, kính trọng thầy cô giáo, mà lấy cái gốc niệm Phật này để phát triển tánh giác cho các cháu. Khi tánh giác nó phát triển rồi thì tức khắc con người hiếu thảo với cha mẹ, kính trọng thầy cô liền. Tại vì chính những đức đã để ý rằng là như những đức nè, không ai dạy mà những đức nghe đâu. Con người nó nặng nề lắm, dạy không nghe đó. Như vậy mà ngộ thay những đức niệm câu Phật hiệu này, niệm viết không biết thì sao đó nghe. Tự nhiên những đức biết được cái gì nên học, cái gì không nên học, mà niệm viết tự nhiên thì sao, con người mình nó dịu tâm liền. Rõ ràng khi con người học đạo là tâm phải dịu, khi tâm con người mà nó dịu xuống rồi thì tức khắc á, cái trí nó mới sáng được. Tâm dịu trí mới sáng, còn tâm mà thô là trí tối liền quý vị. Con người mà thô tâm là trí tối, còn tâm dịu trí mới sáng. Mà muốn cái tâm này nó dịu là nhất định phải niệm Phật, niệm Phật tâm mới dịu. Tại vì sao? Vì câu Phật hiệu này quý vị đi đứng nằm ngồi, quý vị bất cứ ở vị trí nào quý vị cũng niệm Phật được hết, ở vị trí nào cũng niệm Phật được, nên niệm viết nó dịu tâm chứ gì chứ. Nên Ấn Tổ ngày nói một câu á, niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, thấy không? Niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Rõ ràng Tổ sư nói ha, niệm lâu dài mới chuyển được phàm tâm. Vì cái người mà kiên trì niệm Phật mà phải có lòng tin thật kiên cố nghe. Lòng tin này là sống chết, nhớ nghe, phải tin tưởng mà triệt để luôn á, thì niệm lâu dài sẽ chuyển được phàm tâm. Đó. Chính những đức thấy rằng mình niệm lâu dài, cái phàm tâm mình nó chuyển được nhiều lắm nha quý vị. Từ tham chuyển bớt nè, từ sân hận chuyển bớt nè, si mê chuyển bớt nè. Rõ ràng mà niệm có Phật hiệu này mới chuyển được phàm tâm. Nếu như những đức mà vô trong chùa mà đi học á, không có chuyển được phàm tâm đâu quý vị. Có học có nghe có nào cũng không chuyển được chứ. Nhưng mà chỉ có cái pháp niệm Phật này mới chuyển được. Đó.
Và thêm cái nữa là an tâm. Con người mỗi ngày rất là an tâm, rất là vui. Nó vui lạ lắm à, cái niềm vui niệm Phật lạ lắm. Có khi tự nhiên ngồi mắc cười vậy đó. Cái này là cái cảm giác ai niệm Phật sẽ biết à. Nó tự nhiên nó vui, tự nhiên nó ngồi, nó nhìn cái gì nó cũng mắc cười. Nó thấy mập cũng mắc cười, mà thấy ốm cũng mắc cười. Nó thấy mặt tròn cũng mắc cười, mà thấy mặt méo cũng mắc cười, thấy súng răng cũng mắc cười. Mà nó mắc cười không phải là cười ngạo nghễ người ta, mà nó cười nó thấy cái niềm vui gì của nội tâm lạ lạ lắm. Nó lăn cái niềm vui đó gì đó. À, cái cảm giác người niệm Phật là gì đó quý vị. Tại cái cảm giác này quý vị mà có được thì hạnh phúc biết bao nhiêu mà nói. Cái cảm giác này mà có được ông chồng chửi quý vị cũng không giận được nữa. Mắc cổ cũng không bực bội nữa. Tại vì sao vậy? Cảm giác nó an lạc quá. Nhận Đức nói rằng khi con người mình sống an lạc thì mình mới nhìn ra được, ô thì ra là của cải vật chất và danh tiếng thế gian này không có gì là quan trọng quá vậy. Không có gì quan trọng quá đâu. Nên Nhận Đức thường nói rằng cái quan trọng nhất của chúng ta là bổ túc về mặt tâm linh. Đây là quan trọng. Đừng có đặt cái quan trọng quá về cái việc tiền bạc, danh tiếng. Nếu quý vị đặt vào cái việc mà tiền bạc và danh tiếng quan trọng quá thì mặt tâm linh quý vị sẽ kém. Mà mặt tâm linh quý vị kém, ngay dù quý vị có tiền bạc, có danh tiếng hay chăng nữa, quý vị cũng buồn khổ. Còn nếu con người mà thường an lạc về mặt tâm linh sáng suốt, dù là tiền bạc vật chất danh tiếng ít nha, nhưng mà quý vị sẽ có. Nên Nhữ Đức nói người mà chịu mà dụng công niệm Phật á, thì thành tựu cái pháp thế gian và xuất thế gian. Chính những Đức thấy rõ ràng như những Đức bây giờ nè, không có làm cái chuyện gì lớn lao cả, vậy mà tự nhiên khắp nơi từ từ người ta cũng biết là nhờ chỉ người ta niệm Phật, nhờ những Đức chỉ người ta niệm Phật mà ra, thế không gì chứ. Chứ không có còn cái cách nào mà những Đức làm được chứ. Chỉ có đúng là mỗi ngày những Đức cứ khuyên ta niệm Phật à. Nên những Đức nói với quý vị, dù là không làm được việc gì, quý vị là người vô dụng nhất luôn đi chăng nữa, đụng vô việc gì cũng làm không được. Nếu quý vị chỉ cần nắm ngay câu Phật hiệu này, quý vị niệm câu Phật hiệu đi, là tức khắc quý vị hữu dụng liền á. Niệm có Phật hiệu và quý vị gặp một người, quý vị phiên một người là quý vị hữu dụng liền. Chính những Đức không làm được việc gì hết, chỉ có phiên người ta niệm Phật tức khắc hữu dụng. Hữu dụng liền không nói chứ. Đó, nên sắp sửa tổ chức chương trình người khiếm thị đó nè. Bữa nay thấy ổn rồi đúng không? Ổn ở độ tổ chức. Đó. Trong cái dịp Tết này bắt đầu là chúng ta gom cũng được chút đỉnh tiền rồi đó. Bắt đầu tổ chức chương trình người mù. Chắc bây giờ người ta cũng đang chờ mình tổ chức á. Kệ phiên ta niệm Phật, nó buông xuống cái nó nhẹ liền, sống nó chia cho người ta là xong liền, nó nhẹ sơn, quý vị thấy không? Đó, nên cái tâm trạng mỗi ngày quý vị biết rằng là cái đặc biệt nhất của những Đức là mỗi ngày cười nhiều. Chùa mình cười nhiều. Ai vô đây cộng tu là cười nhiều. Không có bận tâm gì nhiều, quý vị thấy không? Người ta vô tới trong chánh điện mà còn chưa xong, tàn ten. Nó nói cơm, gạo. Nó vô chánh điện mà nó kêu cơm, gạo. Thấy không? Quý vị coi đây, ta ý, người ta phải lo luôn. Vậy mà mỗi ngày có tàn ten đó đâu. Có tàn ten đâu mà ta khỏe re. Nên những Đức nói con người khôn khéo nhất trong cái thời đại bây giờ, thử không xài điện thoại đi rồi sẽ biết cái cảm giác liền à. Quý vị sẽ thấy cái sự an lạc của nó liền. Trời ơi, nó bình yên, đừng có nói đây nè. Quý vị có bao giờ quý vị thấy những đứa cầm điện thoại mà nói chuyện điện thoại không? Chưa từng thấy đúng không? Vì có xài đâu cầm. Nó khỏe re. Sống mỗi ngày đặc biệt vô cùng, đi đến đây tu học, chia sẻ Phật Pháp. Xong rồi niệm Phật lễ Phật, phóng sanh cũng đi thực, xong chúng ta đi về. Nó, việc ai, mỗi người tự lo. Không có ngồi on đơ gì hết trơn. Nên hôm qua lớp đệ tử quy, những Đức nhắc nhở các cháu, những Đức nói các con nhớ nè, chính những Đức đã để ý được cái mặt trái để học tập hay lắm các con, hay lắm á. Thí dụ như những Đức kể với vị nghe, lúc xưa đi, những Đức học tập được bây giờ là do có người đã làm rồi những Đức học theo. Thí dụ những Đức đã từng kể, cái người này khi giảng pháp xong ngồi tiếp khách, Phật tử cúng dường tiền quá trời luôn, những Đức đứng từ xa, những Đức nhìn thấy, đứng những Đức nhìn, những Đức nói không ổn. Lúc đó làm cư sĩ, nhưng Đức đứng, nhưng Đức thấy đứng mỗi tuần chủ nhật, nhưng Đức cứ đứng, nhưng Đức cứ gom tiền bỏ giỏ, gom tiền bỏ giỏ, nhưng mà trong lòng nhưng Đức nói thấy mọi không ổn, kỳ quá.
giảng pháp xong rồi tự nhiên ngồi để tiếp khách thì nhận tiền kỳ cục quá trời. Lúc đó những đức nói trong tâm, những đức nói một câu này: những đức ơi, mày mai mốt mà mày có duyên chia sẻ Phật pháp á, mày mà chia sẻ Phật pháp xong rồi là thôi nghe, chứ không có ngồi tiếp ai, mệt quá, thấy mệt mỏi quá. Mà từng nào cái vị này cũng nói một câu: thà lên tu mấy tiếng hồ, giảng pháp mấy tiếng, tu thêm tiếng mà không mệt, mà ngồi tiếp hai tiếng mệt muốn chết. Thường nói gì mình nghe. Tự nhiên đứng nói trong bụng: mệt sao tiếp gì à? Mệt sao tiếp gì à? Trong bụng rồi đó, như đứng nói đâu dám nói thẳng, đâu dám nói đâu, mà trong tâm nói: mệt thì tiếp gì à? Tiếp về xong còn hỏi được nhiều tiền không nữa, mệt ghê. Xong rồi lúc đó những đức mới nói lương tâm mình, quý vị, là sau này những đức sẽ không làm này. Rõ ràng những đức đã làm được rồi nè, là nhờ cái mặt đó mà những đức mới được ngày hôm nay nè, hay không? Rõ ràng không? Nên những đức nói với tất cả những người chúng ta cùng học Phật, quý vị để ý đi, cái mặt trái hay lắm á, nó không phải dở đâu. Nếu quý vị mà có góc độ học thì thấy nó hay lắm đó, đã tránh được rồi. Những đức lúc trước, những đức đi với cái vị này, những đức thấy nguyên một đoàn xe 6-7 người nổi tiếng mà đi đoạn, cái bắt đầu là người này qua xe người này chút, điên đoạn qua xe người này chút, vậy đó mà qua từng chiếc xe, cái câu này gọi là gì? Tùy thuận chúng sanh. Nếu không qua xe thì mấy bà buồn, trời ơi, người nổi tiếng rồi quý vị, ngồi trên xe cũng hãnh diện lắm á, trời ơi, chúng sanh mình nó kỳ cục lắm vị ơi. À, qua xe họ ngồi chút, chứ nếu không ngồi xe họ chút họ đánh giá đó, họ lo, họ nói mình á, cứ đi xe cái bà đó không chịu đi xe mình. Qua xe chút. Xong những đức có lần đi chung ấy vị, trong lòng những đức tự nhiên những đức nói với lương tâm những đức: mày mai mốt không bao giờ có chuyện này xảy ra. Nếu sau này mày có cái duyên đi đâu công việc, nhất định mày phải có một chiếc xe của mày, và chính người đệ tử hoặc là người trong chùa chở mày, rồi người đi chung với mày là tất cả những người trong chùa đi chung với mày trên chiếc xe đó. Còn ai đi theo là đi kệ người ta, tôi đi đường tôi, cứ đi đường tôi, ai đi theo đi. Còn khi đi về, đường ai nấy về. Nhớ, khi đi ăn uống thì quý vị ghé đâu ăn kệ quý vị. Xong công việc rồi, thầy trò ta chia tay chỗ này. Khi đi dọc đường rồi thầy trò đói thì ghé chỗ quán ăn, người trong chùa ghé ăn tự trả tiền. Rồi hàng Phật tử đi trên đoạn đường đi về nhà mình thì mình đói bụng mình ghé đâu ăn kệ mình. Như vậy mà nó tồn tại, nó bền bỉ hơn. Nên những đức nhờ nhìn chỗ đó mà những đức gây dựng khác lại. Nhưng những đức thì không đi đâu thì nó cũng không dính chỗ này. Nhưng những đức nếu có đi ra ngoài, những đức cũng là dùng cái cách vậy, chứ không bao giờ những đức bị lệ thuộc những cái điều cách, cái cách làm đó. Là nhờ có người làm qua những đức mới thấy được đây là mặt trái đó quý vị. Mặt trái nhìn được và học theo, học mà chỉnh lại đó. Rõ ràng đã nhờ như vậy mới học được. Những đức muốn nói đây để cho tất cả những người học Phật nghe, đừng bao giờ nghĩ rằng học Phật là chúng ta luôn luôn tìm mặt phải không. Mặt trái nó cũng hay lắm á, nó giúp cho chúng ta hướng đi cái phải á, hay lắm á. Đó, nên từ nơi đó đó, thí dụ như bây giờ chùa mình nè, những đức không bao giờ nói với hương linh nghe quý vị. Vì sao? Những đức đã kinh nghiệm rồi. Kinh nghiệm rồi. Nghĩa là cái nơi nào quý vị chỉ cần nói tới hương linh nhiều là nơi đó sẽ có hương linh xuất hiện liền. Quý vị chỉ cần nói tới hương linh là tự nhiên trong đây nó nhập te tua quý vị liền á. Nói tới là xuất hiện liền á. Nhưng mà ở đây những đức nói mạnh dạn câu: tôi không đụng chỗ này. Quý vị đủ duyên muốn nhập ai nhập chuyện của quý vị, tôi cũng không đụng tới luôn. Đến nói này nói kia tôi nói không, tôi không biết. Tôi là phàm phu mắc phàm, tôi không biết gì hết. Tôi không cần cái nổi tiếng chỗ này, tôi không làm luôn, tôi không dính vô luôn. Quy y không quy y luôn. Cả con người tôi còn không quy y, nói chuyện nói chi hương linh. Hương linh tôi có thấy đâu quy y. Chuyện này tôi không làm. Nên quý vị coi chùa mình Phật tử về cũng đông đúng không? Nhưng mà có ai về đây kêu những đức quy y không? Không. Vì sao? Những đức đâu có làm này đâu mà kêu. Quy y ai cũng được, chỉ cần chúng ta tín nguyện trì danh thì nhất định được sanh cực lạc. Được rồi. Thấy không? Đây là tất cả những cái gì những đức trong mười mấy năm đã gần gũi được mấy người, những đức đã học tập được. Học tập được những cái gì cần học để làm luôn thì làm. Còn những cái gì cần điều chỉnh lại thì điều chỉnh, thì những đức điều chỉnh được. Nên từ nơi đó những đức muốn chia sẻ cho quý vị, vị cũng khỏi cần suy nghĩ ông thầy này gần ai ta, suy nghĩ gì chi ạ? Đây là phương tiện trong Phật pháp chúng ta chia sẻ để mà học tập về mặt trái mà. Nên nó tất cả mọi người chúng ta, thí dụ như hồi tối những đức nói với các cháu nhỏ đi, các con nè,
Các con đừng bao giờ thất vọng với con người, nghe không? Các con mà thất vọng với con người là có con dại lắm á. Có nhiều cháu nhỏ nó thất vọng cha mẹ nó đó quý vị. Thí dụ như đứa con nít này nó ấn tượng với cha mẹ nó là một thần tượng trong lòng nó đặc biệt lắm. Cha con đặc biệt, mẹ con đặc biệt, đúng không? Nhưng tự nhiên một ngày nào cha của nó đi có vợ bé, bỏ mẹ nó, tự nhiên nó thất vọng đến mức cực điểm luôn. Bắt đầu nó hư hỏng, nó bỏ học. Còn thí dụ như đứa có bé nhỏ này nó thần tượng mẹ nó. Mẹ nó là một người đảm đang, nói chuyện thì mị dịu dàng, đúng không? Nhưng mà không ngờ tự nhiên mẹ nó lại đi lấy trai, bỏ ba nó. Tức khắc nó bị giống như tuột dốc quý vị, bị thất vọng vô cùng. Rồi bắt đầu là nó bỏ bê học hành, nó hư hỏng luôn vậy đó. Chán nản cuộc đời luôn quý vị, trở thành hư hỏng. Nên những đức nói rằng đừng bao giờ thất vọng con người. Ví dụ như hồi đó nè, những đức còn nhỏ, những đức thấy rõ ràng. Ba những đức thấy nè. Ba những đức á, thì nghèo nhưng mà có cái là chơi với bạn á, là muốn uy tín ghê lắm. À, ngộ vậy đó. Không biết quý vị có chồng, biết có những ông chồng gì không nha. Như ba những đức thấy nè. Nhà nghèo, lâu lâu có cái gì ăn được được chút, thì bắt đầu là ba những đức ông rủ bạn nhậu đến. Mà ông rủ bạn nhậu đến, bắt đầu là ông, ban đầu thì bắt đầu là đem đồ ăn ra. Thí dụ như bây giờ vợ con mình ăn phân nửa đi, đem mồi màng này phân nửa đem cho bạn bè, đúng không? Thì cũng được đi. Nhưng mà ngộ thay bà mẹ những đức bà biết ổng nhậu một chút ổng sẽ kêu, nên phân nửa kia không có ăn được, phải úp lại cắt đó. Tại vì bà làm vợ bà hiểu chồng rồi. Thì dù có đồ ăn ngon nhưng mà vợ và con cũng không được ăn cái gì hết trơn, cắt giữ đó. Còn mẹ và mấy đứa con thì bắt nồi khô quẹt lên quọt quẹt ngồi ăn. Còn thức ăn đậy đó, bắt đầu là ổng nhậu chừng nửa tăng thôi, bắt đầu là ổng kêu bà ơi đem mồi ra. Bà nói, nó thấy chưa, mày mà ăn là chết rồi. Thấy không? Bắt đầu đem ra đưa cho ổng. Có khi á, quý vị biết ngoài đời mà cái việc ăn uống quan trọng lắm quý vị. Thà nghèo không có đồ ăn thì vợ chồng con cái cùng chịu khó mà ăn chung. Nhưng mà có đồ ăn mà tự nhiên đem cho người ta ăn hết, mà vợ con cái mà ngồi quọt quẹt ăn, nó đau lòng lắm quý vị. Cái cảm giác này nếu quý vị ngoài đời chưa tu, quý vị sẽ hiểu liền à. Cái cảm giác này ghê lắm. Quý vị biết rằng có khi ngồi ăn mà quọt quẹt, tự nhiên thấy ổng ăn nhậu bên ngoài với bạn bè này kia rồi quý vị, ổng gấp đồ ăn cho người ta ăn, tự nhiên cái tâm mà tâm phàm phu nó tủi thân chứ. Có khi ngồi ăn mà nó rơi nước mắt quý vị. Những đứa còn nhỏ, những đứa nhìn từ cái góc độ của ba, những đứa nói với lương tâm những đứa nghe. Tôi sau này tôi lớn lên, tôi cũng có bạn bè, tôi cũng sẽ biết nhậu, nhưng tuyệt đối tôi không bao giờ làm giống ông. Nhất định thí dụ như nhà tôi mần một con gà thì tôi sẽ cắt ra 6 phần tôi để cho vợ và con tôi, còn 4 phần là tôi đãi bạn tôi. Nhậu hết rồi là không đòi hỏi gì nữa. Vì sao? Vì vợ tôi và con tôi vẫn là gia đình tôi quan trọng nhất, còn bạn bè vẫn là không quan trọng bằng gia đình của mình. Đó, đó là điều thứ nhất những đức học được ba những đức mặt trái. Chính ông đã dạy những đức từ khi còn nhỏ. Và những đức đã nhìn thấy ba những đức khi ông nhậu về một cái là ông, cái tính của ông lúc không nhậu đặc biệt lắm. Ba những đức nói chuyện rất hay, người nói chuyện rất hay quý vị. Nói chuyện mà gọi là cái tiếng nói hay nè. Ba những đức ông có trí thức đặc biệt lắm, học ít nhưng mà có trí thức lắm quý vị. Ba những đức á, lúc còn nhỏ đứa thấy ổng nói chuyện với người ta rất là hay. Không nhậu là đặc sắc lắm, phong độ nói chuyện hay. Nhưng mà có cái nhậu vào là lầy, nhậu vào xỉn lầy lắm. Về bắt đầu là cứ là nói này nói kia, cứ nói này nói kia cho mẹ như đứa bả ra miệng. Bả vừa cự một cái là ổng quýnh. Lúc còn nhỏ trời ơi, mỗi lần ổng quýnh bả, mình nhỏ mình đeo theo cái chân mẹ đó. Ổng đá mình mấy đá. Rồi nó khổ, nhà nghèo mà cứ nhậu vô là quýnh lộn, nó khổ, nó đau lòng, đừng có nói nữa. Thì lúc đó còn nhỏ, nhà Đức nói với lương tâm nhà Đức một câu: tôi sau này nhậu nhất định không quậy như ông. Nhậu xỉn xong là ngủ chứ không quậy. Đó là nhờ ba nhà Đức dạy nhà Đức đó. Hồi xưa quý vị biết rằng hồi xưa nhà Đức nhậu xỉn là nhà Đức về ngủ rồi. Nhà Đức ít bao giờ mà quậy quọ lu bu lộn xộn lắm. Tại vì chính ba nhà Đức ông đã dạy nhà Đức. Ông nhậu gì là ông quýnh mẹ nhà Đức, ông đập đồ. Những đức nói nếu tôi sau này nhậu tôi sẽ không học giống ông. Chỗ này rõ ràng không? Ba những đức ông dạy những đức rõ ràng luôn đó. À, rồi thêm cái nữa nghe. Trời ơi, ông uống trà. Trà, những đức nói đây không phải nói xấu cha mình.
Nhưng mà những đức nói đây là nhiều người đàn ông khác đó, nên nhận thức đi đó, ổng có phước á. Ba nhà đứa không có phước á, chứ không giỡn, nhờ chuyện của ổng á. Quý vị biết rằng cha mà mỗi lần mà nhà nghèo mà hết cha đó quý vị, trời ơi, ổng bực bội lắm. Cha hết, thuốc hết, thuốc hút hết, bực bội lắm kìa. Bực bội dữ lắm luôn á. Thì những đức thấy cái tình trạng này, những đức nói nhất định sau này tôi sẽ không hút thuốc. Rõ ràng cả đời những đức không hút thuốc đó quý vị, không hút thuốc á. Đó, trà có uống không? Không uống trà luôn. Rồi những đức nhìn có nhiều người ghiền cà phê, không có cà phê thì bắt đầu là như thế nào á. Trời ơi nó kỳ cục gì đâu ghiền cà phê. Còn có những người thì ghiền thuốc thì lạnh quá, trời ơi lạnh quá, giờ này mà có điếu thuốc hút dài ngao coi. Những đức nói đúng là cái tật xấu. Tự nhiên sao mà mình bị lệ thuộc nó kỳ ta. Cả đời những đức là không uống thuốc nè, không uống cà phê nè, sao ghiền, không uống trà nè, không bao giờ ăn lặt vặt tầm bậy tầm bạ như người khác. Từ ngoài đời cho đến khi đi tu thì chắc chắn rồi, ngoài đời là không ăn lặt vặt tầm bậy tầm bạ. Vì thấy một số người khổ vì cái miệng quá, nên những đức không ăn tầm bậy tầm bạ lặt vặt. Có nghĩa là tuy những đức hư nhưng mà có nhiều việc á, những đức đã chỉnh được từ khi chưa đi tu, thì những đức không dính. Như cà phê là những đức không bao giờ uống. Mỗi lần đi đến quán những đức uống cái gì? Nước đá chanh. Nước đá chanh toàn bộ là uống chanh muối hoặc nước đá chanh, hoặc là một chai nước cam ép vậy thôi. Có nghĩa là những đức uống cái gì tập rất là quen một thứ nha quý vị. Đó, còn ngoài ra không ghiền cà phê, khỏe vô cùng, chỉ uống rượu thôi. Uống rượu, uống rượu thì khi nghĩ đi ở ngoài đời đi tu thì tức khắc là những đức đâu có cơ hội uống rượu nữa đâu. Từ khi đi vô chùa tới giờ đâu có cơ hội uống rượu đâu quý vị. Nó thì mười mấy năm nay đâu có uống rượu đâu. Nên từ nơi đó những đức muốn chia sẻ cho quý vị nghe, để chúng ta khi thấy cái mặt trái gì của người ta mà ta làm không phải, mình nên nhận thức để mình điều chỉnh lại, thì tức khắc cái sở học của quý vị hay lắm. Nên một con người mình học tập á, mình đừng bao giờ đánh giá cái người đó sai quá mà mình không học được. Sai rồi, mình sai rồi. Có những người ta sai lầm, nhưng mà khi người ta dạy quý vị, người ta lại nói ra những cái điều sai đó để giúp cho mình đừng có đi vào con đường đó. Nó hay lắm quý vị. Rất là hay là người ta đã trải qua con đường đó rồi, bây giờ người ta nói lên để mà giúp cho mình đừng đi theo con đường đó. Được ha. A Di Đà Phật. Chúng ta chắp tay hồi hướng quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ.